Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 118. Thế nhưng Vương Vũ chỉ có cảnh giới nhân hoàng mà thôi. Tuy rằng hai bên chỉ cách nhau mấy cảnh giới nhỏ, nhưng khi đạt tới cảnh giới nhân hoàng, mỗi một cảnh giới nhỏ đều là một tầng trời. Thứ Vương Vũ dùng là khí tức của rồng đáng sợ nhất, dù sao ông lão kia cũng không thể là đối thủ của hắn ta. Nếu bị khí tức của rồng đánh trúng, cho dù không bị thương bên ngoài, cũng nhất định dính nội thương không chữa trị được. Chu Đình Đình nhìn về phía Vương Vũ với ánh mắt sáng rực, nói. Trên thực tế, Vương Vũ luôn là bạch mã hoàng tử trong lòng cô ta, tất cả mọi thứ về Vương Vũ, cô ta đều rõ như lòng bàn tay. Thật ra, ông lão đã thua rồi, sở dĩ Vương Vũ đánh gãy thanh kiếm dài của ông ta chính là để làm nhục ông ta mà thôi. Lý Tử Dương khẽ thở dài. Mặc dù tu vi của hắn bình thường, nhưng dù chưa từng trải qua cũng hiểu rõ. Với tình hình trước mắt, ông lão đã không còn cơ hội đánh trả. Quả nhiên, ngay khi ông lão ngẩng đầu lên lần nữa, một luồng hư ảnh của con rồng khổng lồ lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu, miệng rồng to lớn nuốt chửng lấy ông lão. Đây có lẽ là đòn cuối cùng rồi. Trong đám đông, có người phát ra tiếng kinh hô. Chỉ vỏn vẹn ba chiêu lại có thể đánh bại cường giả đế cảnh một cách qua loa dễ dàng như vậy. Ngoài Vương Vũ ra, e rằng ở thành Thiên Đô rất khó có thể tìm ra người thứ hai. Dù sao, Vương Vũ này không chỉ lội ngược dòng mà còn giết chết một cao thủ đế cảnh chỉ bằng những cái khua tay. Gầm, cùng với tiếng rồng gầm thét chấn động bầu trời, khoảng hư không xung quanh cũng đều rung lắc theo. Giây tiếp theo, ông lão áo trắng đã bị quấn lại trong một tấm màn sáng màu tím. Giờ phút này, bị khí tức của rồng mạnh mẽ bao vây, thậm chí ông lão cũng chả còn sức để đánh trả. Suy cho cùng, khí tức của rồng là luồng khí tức mạnh nhất giữa đất trời, cho dù là chân khí hay nguyên khí, đứng trước khí tức của rồng, chúng đều không là gì cả. Cùng với đòn đánh này của Vương Vũ, ông lão không nhịn được mà phát ra một tiếng gầm nhẹ, mặc dù ông ta đã phóng ra khí tức của mình đến cực điểm nhưng cũng đều vô dụng. Rầm, cơ thể của ông lão đột nhiên mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Đầu gối của ông ta chảy ra những vệt máu đỏ thẫm. Rầm. Vương Vũ lại đánh ra một đòn, lần này, ông lão chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đè xuống đỉnh đầu mình, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Không thể tin được một thằng oát con như cậu lại có thể nắm được khí tức của rồng. Đúng là ông trời không có mắt. Ông lão nắm chặt hai tay, ngẩng đầu gào lên một tiếng phẫn nộ thê lương. Từ đầu đến cuối, ông ta luôn bị Vương Vũ chiếm ưu thế hoàn toàn. Không phải là do thực lực của Vương Vũ mạnh đến mức nào. Mà là do luồng khí tức của rồng kia. Tuy rằng chỉ là một chút khí tức của rồng yếu ớt, nhưng cũng tuyệt đối không phải thứ mà đế cảnh có thể so sánh được. Công tử, hay là giết chết ông ta, tránh tai họa về sau. Thư đồng của Vương Vũ ở bên cạnh nói. Giết ông ta, sẽ chỉ làm bẩn tay tôi thôi, cho dù không giết ông ta, ngày mai ông ta cũng không thể nhìn thấy mặt trời nữa. Giọng nói của Vương Vũ vừa dứt, một đường sáng bắn ra từ trong Ngọc Phụng Lâu. Người nào to gan dám gây rối ở Ngọc Phụng Lâu? Một âm thanh lớn kinh thiên động địa truyền đến, tiếp theo đó, ông lão áo trắng kia lập tức hóa thành một màn xương máu. Một thời cao thủ đế cảnh cứ như thế mà tan biến. Vào lúc này, toàn bộ Ngọc Phụng Lâu đều im lặng như tờ. Hừ, dở thói ngang ngược ở Ngọc Phụng Lâu, cũng không đái ra mà soi lại mình đi. Vương Vũ cười nhạt, sau đó bước về phía Ngọc Phụng Lâu. Mọi người vây xem nhìn thấy Vương Vũ bước tới, vội vàng né ra một lối đi rộng rãi. Dù sao, danh tiếng của Vương Vũ cũng nổi như cồn ở bên ngoài, hơn nữa, không ít người đã bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh hãi đến mức không thể kinh hãi hơn được nữa. Trận chiến này đã một lần nữa đưa danh vọng của Vương Vũ lên một tầm cao mới. Lúc này, Chu Đình Đình đã đứng ở cửa gian phòng của Lý Tử Dương. Chúc mừng Vương công tử, lại giết chết một vị cao thủ đế cảnh. Chỉ cần chuyện này được lan truyền ra, Vương công tử nhất định sẽ là người đầu tiên của thế hệ trẻ ở thành Thiên Đô. Ha ha, Đình Nhi sư muội quá khen rồi, mặc dù Vương Vũ nói như vậy nhưng cũng không giấu được vẻ đắc ý trên khuôn mặt. Với sự xuất hiện của Vương Vũ, tất cả mọi người trong phòng VIP đều vội vàng tiến đến chúc rượu su nịnh. Ngay cả phục vụ và quản lý của quán rượu cũng lần lượt đến phòng VIP để chúc rượu Vương Vũ. Vương công tử quả nhiên là thực lực vô song. Sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Ha ha, quản lý Lữ nói quá rồi. Vương Vũ vừa nói vừa đứng dậy, chạm nhẹ ly rượu với quản lý Lữ.
Chỉ riêng điểm này, có thể thấy được sự khác biệt của Ngọc Phụng Lâu. Dù sao, trước đó cho dù là ai tới chúc rượu, Vương Vũ cũng không rời khỏi chỗ, mà lần này, hắn ta lại chủ động đứng lên. Vương công tử có thể đến Ngọc Phụng Lâu đã là vinh dự cho quán nhỏ này rồi. Nể mặt Vương công tử, toàn bộ hóa đơn của các vị hôm nay đều miễn phí. Quản lý Lữ nói xong liền uống cạn một hơi. Ngay cả Lý Tử Dương cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này đến nỗi không nói nên lời, chỉ cần lộ mặt ra là có thể khiến Ngọc Phụng Lâu miễn phí. Đây là gian phòng thiên tự số 1 đấy, mức chi phí đắt đỏ nhất. Nếu mình cũng có thể có được một chút khí tức của rồng, chắc hẳn cũng sẽ có thể diện lớn như vậy. Lý Dịch Dương thầm đoán trong lòng. Anh Tiêu, thế nào? Đối mặt với cường giả đề cảnh, anh có thể giết họ trong vòng 3 chiêu không? Lý Tử Dương quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Nếu là đế cảnh cấp 1, tôi sẽ không ra tay. Tiêu Chính Văn cười nhẹ, nói. Là không hay là không dám. Lý Tử Dương lắc đầu cười khổ. Thôi bỏ đi, có nói anh cũng không hiểu. Tiêu Chính Văn vỗ vai Lý Tử Dương, nói. Tất nhiên Tiêu Chính Văn sẽ không ra tay, với cảm ngộ hiện giờ của anh, điều động khí tức của rồng chỉ cần một ý niệm. Cũng có thể nói, một ý niệm đã có thể giết chết cao thủ đế cảnh cấp 1 rồi, cần gì ra tay nữa chứ? Lý Tử Dương không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của Tiêu Chính Văn, chỉ nghĩ Tiêu Chính Văn đang đánh trống lảng mà thôi. Lý Tử Dương tiện tay lấy một hạt nho cho vào miệng, nhưng ngay sau đó vẻ mặt anh ta lại thay đổi. Ôi, Lý Tử Dương ôm bụng cong người lại. Không ổn, bụng ta đau quá, xin lỗi không thể tiếp chuyện được một lát. Nói rồi Lý Tử Dương đi ra khỏi phòng. Tiêu Chính Văn nhìn nho trên bàn, hơi cau mày. Mặc dù Vương Vũ đi ngang qua Lý Tử Dương nhưng lại không nhìn lấy Lý Tử Dương một cái, sải bước đi vào phòng VIP số 1 thiên tự, kéo một cái ghế ngồi vào vị trí chủ. Sau đó mắt hắn nhìn Tiêu Chính Văn cười nhạo nói, hôm nay anh Tiêu rất oai phong. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Mấy người Tiết Trường Phong bên cạnh mặc dù không biết hắn đã xảy ra chuyện gì với Tiêu Chính Văn, nhưng dù sao họ cũng đều xuất thân từ gia tộc có tiếng, vừa nhìn đã biết có ẩn tình bên trong. Thoáng chốc bầu không khí phòng VIP lập tức trở nên gượng gạo. Lý Tử Dương đó làm cái quái gì thế? Nói rồi Tiết Trường Phong đi đến chỗ cửa, mở cửa ra nhìn bên ngoài. Hắn chưa kịp bước ra ngoài Lý Tử Dương đã vội vàng chạy về phòng VIP, nhưng trên mặt xuất hiện thêm một dấu tay cực kỳ rõ. Anh Lý, anh Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn Lý Tử Dương. Vừa rồi vẫn còn ổn, sao chỉ chốc lát đã bị người ta tát vào mặt vậy? Hai, không xong rồi. Tôi có thể làm liên lụy đến các vị rồi, sắc mặt Lý Tử Dương trắng bệch nói. Anh ta vừa nói thế, mọi người trong phòng VIP lập tức nhìn sang Lý Tử Dương. Ngay cả Vương Vũ ở bên cạnh vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Lúc nãy tôi đánh người phục vụ của Ngọc Phụng Lâu, nói rồi Lý Tử Dương thất thần ngồi phịch lên ghế, hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh đừng hoảng hốt, cứ từ từ nói. Nói rồi mấy người Tiết Trường Phong đưa một cốc nước cho Lý Tử Dương. Lúc nãy tôi đột nhiên bị đau bụng nên muốn ra ngoài đi vệ sinh, nhưng, không để anh ta nói hết câu, Tiết Trường Phong ngắt lời, anh đùa gì thế, anh cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5, sao có thể bị đau bụng? Dù có là cảnh giới chiến thần cũng sẽ không xuất hiện tình trạng này chứ đừng nói là cảnh giới nhân hoàng. Trước tiên không nói về tôi, lúc nãy tôi đi vệ sinh. Một phục vụ chạy đến nói với tôi phòng vệ sinh đã có rất nhiều người, bảo tôi đợi một lát. Tôi vốn dĩ muốn đứng ngoài cửa đợi một lát nhưng lúc này không biết một cái cốc ở đâu bay đến, tôi giơ tay lên chặn lại theo bản năng, ngược lại đánh vào mặt tên phục vụ đó. Nói đến đây Lý Tử Dương đã lộ ra vẻ muốn khóc. Một cái tát thôi mà, chắc anh ta sẽ không làm sao chứ, Chu Đình Đình cũng xen miệng vào. Điều không thể tin được nhất là anh ta thế mà lại là một người bình thường. Cái tát của tôi khiến anh ta ngất xỉu, thật ra tôi không cố ý. Lý Tử Dương vừa nói vừa tuyệt vọng nhìn mọi người. Lúc này người trong cả phòng VIP, cho dù là ai cũng đừng hòng có thể đi khỏi đây trước khi giải quyết chuyện này. Dù có chạy trốn, sau này cũng sẽ bị Ngọc Phụng Lâu tính sổ. Lúc này đầu óc Lý Tử Dương trống rỗng. Anh ta nghĩ không hiểu sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế. Chẳng lẽ có người muốn hại anh, hoặc muốn hại một người nào đó trong chúng ta, Tiết Trường Phong nói. Mọi chuyện xảy ra quá mức trùng hợp,
cái cốc đột nhiên bay đến đó và người phục vụ kia, nghe những nơi như Ngọc Phụng Lâu thì dù phục vụ không phải là cao thủ cảnh giới nhân hoàng nhưng ít nhất không phải là người bình thường chứ. 2. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ đến những điều này, phải nhanh chóng nghĩ cách, nếu không lát nữa người của họ sẽ tìm đến chúng ta, lúc này sắc mặt Lý Tử Dương không còn sắc máu. Đánh người của Ngọc Phụng Lâu sao có thể là chuyện nhỏ được? Dù sao năm đó người của Thiên Cung Bắc Cực cũng tìm không ít quan hệ mới bảo vệ được Thiên Sung Tử, nhưng nhà họ Lý họ đâu có quan hệ rộng như Thiên Cung Bắc Cực. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, chẳng qua lần này người gây chuyện không phải là Tiêu Chính Văn mà là bản thân anh ta. Suy cho cùng đây là chuyện xảy ra trong Ngọc Phụng Lâu, rất nhanh sẽ được báo lên cho lãnh đạo cấp cao của Ngọc Phụng Lâu, đến lúc đó nếu đối phương truy hỏi, chỉ dựa vào mấy người họ thì hôm nay đừng mơ sống sót rời khỏi đây. Chúng ta nên làm gì? Nhận lỗi với họ sao? Bồi thường, Lý Tử Dương vô thức nói. Tần Trường Sinh cười khổ nói, anh nghĩ Ngọc Phụng Lâu thiếu số tiền bồi thường của anh sao? Thứ Ngọc Phụng Lâu không thiếu nhất là tiền. Dù đền bù cho người ta cả nhà họ Lý, người ta cũng chưa chắc đã liếc nhìn một cái. Hơn nữa còn đánh người phục vụ của họ trong Ngọc Phụng Lâu, đồng nghĩa với việc vả vào mặt Ngọc Phụng Lâu, người ta sẽ đồng ý bồi thường tiền sao? Anh Tần, tôi nghĩ nhờ ông cụ nhà các ông ra mặt nói một lời, cộng thêm Lý Tử Dương công khai xin lỗi người phục vụ bị đánh, có lẽ chuyện này có thể cho qua. Tiết Trường Phong nhanh trí nói. Dù sao Tần Trường Sinh cũng là hậu duệ của Tần Thư Bảo, hơn nữa nhà họ Tần cũng xem như có chút quan hệ ở thành Thiên Đô, người nhà họ Tần ra mặt nói chuyện, 80% Ngọc Phụng Lâu sẽ nể mặt. Anh nói nhẹ nhàng ghê. Dù đích thân Tần Thư Bảo đến cũng chưa chắc có thể diện như thế chứ đừng nói là mời ông cụ nhà chúng tôi. Căn cơ của Ngọc Phụng Lâu sâu không đoán được, đâu có dễ dàng như ông nói. Sắc mặt Tần Trường Sinh vô cùng khó coi. Thật ra hôm nay chuyện này đã liên lụy đến Tần Trường Sinh, nếu nhà họ Tần có mặt mũi lớn như thế, ông ta sẽ không lo lắng. Dù người nhà họ Tần ra mặt thật, kết quả cũng không khác mấy, hơn nữa vẫn sẽ kéo nhà họ Tần xuống nước. Đến lúc đó không đơn giản chỉ có vài người chết đâu. Tóm lại phải nghĩ ra một cách vẹn toàn, Lý Tử Dương sốt sắng đến mức mồ hôi như tắm. Nhà họ Tiết và nhà họ Tần cùng ra mặt thì sao, Mục Tú Tú ở bên cạnh nhắc. Đùa gì thế, nhà họ Tiết chúng tôi không có tầm ảnh hưởng gì ở thành Thiên Đô cả, ra mặt cũng chỉ thừa thãi, ngay cả người bản địa như nhà họ Tần cũng không ra mặt được, nhà họ Tiết chúng tôi còn có thể làm thế nào được. Tiết Trường Phong cười khổ nói. Chu Đình Đình ở bên cạnh nãy giờ cứ nhìn Vương Vũ không lên tiếng. Trong cả phòng VIP chỉ có Vương Vũ vẫn rất bình tĩnh như thể không phải là đương sự, thưởng thức từng hớp trà, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là căng thẳng, lo lắng. Anh Vương, anh có thể giúp Tử Dương không? Dù sao anh ta cũng không cố ý, cuối cùng Chu Đình Đình cũng lên tiếng nói. Vương Vũ cười nhạo. Đặt tách trà trong tay xuống nhìn Lý Tử Dương nói, thật ra chuyện này nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ. Phải xem các người làm thế nào thôi. Lý Tử Dương thấy vẫn còn cứu vãn, vội vàng đứng lên chắp tay nói với Vương Vũ, sư huynh Vương, mong anh chỉ bảo. Rất đơn giản, các người có thể cầu xin tôi tin chắc với thể diện của tôi, chỉ cần một câu thôi chuyện hôm nay sẽ được bỏ qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa nghe thế mọi người có mặt ở đó đều nhíu chặt mày nhìn Vương Vũ. Sư huynh Vương, Tử Dương cũng xem như là một nửa đồng môn của chúng ta, mọi người đều sống ở Thiên Cung Bắc Cực, Tử Dương xảy ra chuyện, thể diện của chúng ta cũng ảnh hưởng mà nhỉ, Tiết Trường Phong nói. Đúng thế, sư huynh Vương, nói thế nào mọi người cũng là đồng môn, Tần Trường Sinh cũng khuyên bảo. Vương Vũ lại khinh thường cười nói, những gì mọi người nói cũng khá có lý. Nhưng dù là đồng môn cũng có khoảng cách chứ nhỉ. Hơn nữa e là mọi người vẫn chưa biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Gần 10 năm chưa từng xảy ra chuyện tương tự như vậy, cú đánh này của anh ta không phải đánh một phục vụ mà là cả Ngọc Phụng Lâu, phải có mặt mũi thế nào mới có thể yên chuyện, các người đã từng nghĩ thế chưa? Nghe hắn nói thế mọi người đều cúi đầu xuống. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng vang lên từng tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một tiếng vang lớn. Cửa phòng VIP số 1 Thiên Tự bị đạp từ bên ngoài. Quản lý Lữ dẫn theo 6 cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 3, mặt mày sát khí bước vào phòng VIP. Mặc dù tu vi của mấy người này không cao, nhưng bọn họ đều là bảo vệ của Ngọc Phong Lâu,
đương nhiên không có ai dám ra tay với bọn họ. Bởi vì một khi gây sự thì hậu quả sẽ rất khó lường. Khoảnh khắc nhìn thấy quản lý Lữ, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Chuyện này cuối cùng vẫn làm kinh động đến Ngọc Phụng Lâu. Quản lý Lữ, thực ra chuyện này chỉ là hiểu lầm, ông nghe tôi, Tiết Trường Phong vừa nói được một nửa đã bị quản lý Lữ cắt ngang, cậu không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Nói xong, quản lý Lữ liếc nhìn mọi người trong phòng bao, trầm giọng nói, không cần tôi nói lại quy tắc của Ngọc Phụng Lâu với các người đâu nhỉ. Trong số những người có mặt ở đây, ngoại trừ Vương Công Tử đến một mình là không liên quan đến chuyện này, còn những người khác, e rằng hôm nay không thể rời khỏi đây. Người đâu, quản lý Lữ ra lệnh, mấy tên bảo vệ lần lượt tiến lên, vâng. Bắt hết bọn chúng lại cho tôi. Mấy tên bảo vệ chuẩn bị tiến lên bắt người, Tiết Trường Phong và Tần Trường Sinh vội vàng tiến lên nói, quản lý Lữ, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Chỉ có một mình Lý Tử Dương ra tay thôi. Quản lý Lữ chế nhạo, một mình cậu ta ra tay. Tôi thấy các người rõ ràng là đồng bọn của cậu ta. Còn muốn rảo biện, mặc dù ai cũng tức giận, nhưng không ai dám cãi lại quản lý Lữ. Mặc dù ông ta không phải là chủ của Ngọc Phụng Lâu, nhưng cả thành Thiên Đô này đều biết ông ta là nhân vật quan trọng trước mặt chủ Ngọc Phụng Lâu. Nếu chọc giận ông ta, e rằng sẽ bị ông ta xử ngay tại chỗ. Nếu quản lý Lữ động tay thì tính chất của chuyện này sẽ hoàn toàn khác. Ngay cả gia tộc phía sau bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, sẽ gây ra chuyện lớn. Các người to gan thật, dám đánh người của Ngọc Phụng Lâu. Nếu đã dám làm thì nhất định phải dám chịu, quản lý Lữ trầm giọng nói. Cho đến giờ phút này, mọi người mới nhận ra ngay từ đầu chuyện này không phải chuyện riêng của Lý Tử Dương. Tất cả mọi người có mặt đều phải trả giá cho hành động của Lý Tử Dương. Vương Vũ vừa uống trà. Vừa chế nhạo, bây giờ chắc các người cũng đã hiểu mức nghiêm trọng của vấn đề rồi nhỉ. Tôi nói lại, chỉ cần các người cầu xin, tôi có thể ra mặt giúp các người giải quyết chuyện này. Nghe vậy, Lý Tử Dương vội vàng tới gần Vương Vũ, cúi đầu nói, anh Vương, xin anh hãy để tình đồng môn mà giúp chúng tôi. Chuyện ở phòng luyện đan lúc trước đều là lỗi của tôi xin lỗi. Nói xong, Lý Tử Dương cúi đầu 3 lần trước Vương Vũ. Nếu chuyện này không thể giải quyết ổn thỏa, cả nhà họ Lý đều sẽ bị liên lụy, chứ đừng nói đến bản thân Lý Tử Dương. Hừ, Vương Vũ hừ một tiếng, liếc nhìn mọi người có mặt nói, xem ra các người không biết cầu xin là thế nào nhỉ. Đứng cầu xin, đó là dặn dò, chỉ có quỳ xuống mới gọi là cầu xin. Không chỉ Lý Tử Dương phải quỳ mà tất cả mọi người có mặt trong đều phải quỳ. Nghe Vương Vũ nói vậy, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức trở nên khó coi. Vương Vũ, anh thật quá đáng, Tiết Trường Phong nghiến răng, sắc mặt tối sầm lại. Bảo Tiết Trường Sinh quỳ xuống, địa vị của nhà họ Tiết cao hơn nhà họ Vũ vài bậc, chỉ là trong thế hệ trẻ, nhà họ Tiết không có thiên tài nào như Vương Vũ. Nhưng nói đến địa vị gia tộc, bất cứ đầu ngón tay nào của nhà họ Tiết đều có thể đè chết nhà họ Vương. Nhà họ Tần cũng không thua kém gì nhà họ Tiết, Tần Trường Sinh có thể thế quỳ xuống trước mặt Vương Vũ. Ồ! Anh Tiết thật kiêu ngạo, vậy được thôi, các người tự giải quyết đi. Nhưng tôi chắc nhở các người một câu, người của Ngọc Phụng Lâu không dễ động vào đâu. Tên lần trước đánh người của Ngọc Phụng Lâu đã phải trả một cái giá rất đắt đấy. Vương Vũ lạnh giọng đe dọa. Sau đó, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lời này của Vương Vũ thật sự khiến mọi người khiếp sợ. Bởi vì những gì hắn nói đều là sự thật. Không chỉ bọn họ không thể đắc tội với Ngọc Phụng Lâu, mà ở thành Thiên Đô này, cũng không có mấy ai có thể ngang hàng với Ngọc Phụng Lâu. Nếu bọn họ thật sự ra tay thì gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị xóa sổ. Hừ, Vương Vũ, anh đừng đề cao mình quá. Cho dù tôi quỳ xuống cầu xin, anh thật sự có mặt mũi lớn như vậy sao? Tiết Trường Phong lạnh giọng hỏi. Nghe vậy, Vương Vũ cười chỉ nào quản lý Lữ nói, anh có thể hỏi quản lý Lữ. Vương công tử tài giỏi hơn người, là thiên tài số 1 ở thành Thiên Đô. Hơn nữa, tôi nghe nói trong tương lai, chi nhánh của Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô sẽ do Vương công tử phụ trách. Đương nhiên, Vương công tử có tư cách này. Quản lý Lữ vuốt râu, nói với vẻ chế nhạo. Nghe quản lý Lữ nói vậy, mọi người trong phòng bao đều vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ Vương Vũ lại có xuất thân như vậy. Thiên Cung Bắc Cực có quan hệ tốt với nhà họ Khổng.
thậm chí có thể nói là một trong những thế lực của nhà họ Khổng. Phụ trách chi nhánh ở thành Thiên Đô, đồng nghĩa với việc trở thành lãnh đạo cấp cao của Thiên Cung Bắc Cực, cũng có tư cách nói chuyện với nhà họ Khổng. Một người như vậy đương nhiên là có tư cách lên tiếng ở Ngọc Phụng Lâu. Chỉ là không ai ngờ, Vương Vũ lại được Thiên Cung Bắc Cực coi trọng đến vậy. Chắc các người đã hiểu khoảng cách giữa mình và Vương Công Tử rồi nhỉ? Đừng nói là các người, ngay cả người của gia tộc các người tới thì cũng không dám nói năng bừa bãi trước mặt ông chủ của chúng tôi. Nhưng Vương Công Tử thì khác, cậu ấy là quản lý chỉ nhánh tương lai của Thiên Cung Bắc Cực, cho nên lời nói của cậu ấy vẫn có trọng lượng. Tôi cũng phải nói rõ với các vị, chỉ cần một câu nói của Vương Công Tử, tôi sẽ lập tức rời đi, không truy cứu chuyện này nữa, quản lý Lữ nói thêm. Nghe vậy, Tiết Trường Phong và Tần Trường Sinh đều không nói nên lời. Ngay cả quản lý Lữ cũng đã thẳng thắn thừa nhận Vương Vũ. Thời gian của tôi có hạn, uống xong ly trà này, tôi còn có việc khác phải làm, Vương Vũ sốt ruột thúc giục. Được, tôi quỳ, Lý Tử Dương nói xong lập tức quỳ xuống trước mặt Vương Vũ. Nhưng đầu gối anh ta còn chưa kịp chạm đất, một bàn tay to lớn đột nhiên túm lấy cổ áo anh ta. Anh Tiêu, Lý Tử Dương quay đầu lại, nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn dùng một tay nhấc Lý Tử Dương lên. Anh Lý, quỳ xuống cầu xin vì một chuyện nhỏ như vậy thật không đáng. Nói xong, Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ lên vai Lý Tử Dương. Tên họ Tiêu kia, anh định hại chết chúng tôi sao, Chu Đình Đình lật mặt nói. Xem ra các người không cần tôi xen vào chuyện này, vậy cũng tốt, các người tự cầu phúc đi, Vương Vũ dứt lời thì đặt tách trà xuống, rồi đứng lên. Anh Vương, anh, Vương Vũ không thèm để ý đến Lý Tử Dương, quay đầu lại nói với quản lý Lữ, chuyện ngày hôm nay không liên quan đến tôi, các ông định xử lý thế nào cũng được, tôi cũng không định xen vào. Nghe Vương Vũ nói vậy, Chu Đình Đình nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đầy oán hận nói, tên họ Tiêu. Anh có biết anh đã hại chết chúng tôi rồi không? Nhưng Tiêu Chính Văn không thèm nhìn cô ta mà quay đầu nói với Lý Tử Dương, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chẳng phải chỉ là đánh một tên nhân viên thôi sao? Đánh một tên nhân viên? Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, sắc mặt của quản lý Lữ lập tức tối sầm lại. Quản lý Lữ, đưa tôi đi gặp ông chủ của các người. Tiêu Chính Văn nhìn quản lý Lữ, bình tĩnh nói. Nghe vậy, sắc mặt của quản lý Lữ càng thêm trầm xuống. Cậu chắc không? Quản lý Lữ nghiến răng hỏi. Dẫn đường đi, Tiêu Chính Văn vừa nói vừa đi về phía cửa. Hừ. Thằng nhãi, cậu sẽ phải hối hận, quản lý Lữ nói xong tức giận bước ra khỏi phòng bao. Mời mọi người đi theo, mấy tên bảo vệ nhìn đám người Lý Tử Dương, nói với vẻ không hề khách khí. Tên họ Tiêu này thật sự hại chết chúng ta rồi, chẳng phải là quỳ xuống trước mặt anh Vương là xong sao? Anh ta thật sự cho rằng đầu gối mình rát vàng à? Chu Đình Đình tức giận quát lớn. Nhưng đám vệ sĩ không thèm quan tâm. Mà dẫn bọn họ ra khỏi phòng bao, theo sau Tiêu Chính Văn và quản lý Lữ đi lên tầng cao nhất. Lên đến tầng cao nhất, tất cả đều bị chặn lại, quản lý Lữ tiến lên gõ cửa, không lâu sau, cửa mở ra, quản lý Lữ lạnh lùng nói với Tiêu Chính Văn, mời vào. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị dẫn vào trong phòng, Lý Tử Dương cất bước muốn đuổi theo, kết quả lại bị Tần Trường Sinh phía sau giữ lại. Anh Tần, tôi không thể trơ mắt nhìn anh Tiêu đi nộp mạng vì chuyện của mình được đâu. Mặc dù Lý Tử Dương đã sợ hãi tới cực điểm, thế nhưng anh ta sao có thể nhẫn tâm để cho Tiêu Chính Văn nhảy vào chỗ chết thay mình. Hừ, có chết cũng là đáng đời, ai bảo anh ta không có bản lĩnh đó, cứ phải phạm vào tội lớn như vậy. Đúng thế, đều trách cái tên họ Tiêu này, ban nãy nếu như chịu quỳ xuống trước mặt sư huynh Vương thì chẳng phải đã không có chuyện gì rồi, ngay cả Mục Tú Tú cũng lên tiếng trách móc Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn sải bước vào trong phòng. Bên trong là một gian buồng, đi thêm mười mấy bước nữa thì còn có một cánh cửa lớn. Quản lý Lữ tiến lên trước, khẽ gõ hai lần lên cửa phòng. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một lực hút cứ thế hút lấy quản lý Lữ vào bên trong phòng, hắn cứ thế nặng nề ngã xuống mặt đất. Mà bên trong đại sảnh lại vô cùng yên tĩnh. Vào lúc quản lý Lữ vùng vẫy muốn bò từ dưới đất lên thì một ông lão tóc trắng sải bước đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, chắp tay chào hỏi rồi nói cung kính chào cậu Tiêu. Lời này vừa mới thốt ra, quản lý Lữ sợ tới độ mặt cắt không còn sắc máu, ngay cả hồn phách cũng suýt thì mất luôn.
Bởi vì ông lão tóc trắng này chính là ông chủ đứng phía sau Ngọc Phụng Lâu, có địa vị rất cao ở thành Thiên Đô. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, sải bước tiến vào trong đại sảnh, ngồi xuống vị trí chủ tọa. Vị trí đó chính là chỗ ngồi của ông chủ của Ngọc Phụng Lâu, những người khác đừng nói là ngồi lên, ngay cả lá gan lại gần cũng không có nốt. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại ngồi xuống như vậy. Ông là người của Thanh Liên à? Tiêu Chính Văn nhướng mắt liếc nhìn ông lão. Tôi là Đào Khiêm hầu hạ bên cạnh thánh nữ, ông lão nói rồi lại chắp tay vái lại. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Qua một lúc, Đào Khiêm mới cẩn thận nhướng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Tiêu Chính Văn không lên tiếng, ông ta nào dám lên tiếng. Thấy ông chủ của Ngọc Phụng Lâu cũng cung kính như vậy, quản lý Lữ đã sợ tới độ hồn bay phách lạc từ lâu. Ai có thể ngờ được ngay cả ông chủ của Ngọc Phụng Lâu cũng phải khép nép trước mặt người thanh niên này như vậy, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ông cũng có khí phách ghê đấy nhỉ, còn phải để tôi tự mình qua gặp ông, Tiêu Chính Văn nhắm hai mắt, lạnh lùng nói. Tôi không dám, vừa nói, Đào Khiêm vừa quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, nói chủ thượng căn dặn, thân phận của thuộc hạ không thể lộ ra, vậy nên chỉ có thể kính cẩn chờ đợi cậu Tiêu ở nơi này. Vẫn mong cậu Tiêu thứ tội. Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu nói, ông đứng dậy đi. Chuyện ngày hôm nay, tôi nghĩ chắc ông còn biết rõ hơn cả tôi nhỉ. Đào Khiêm vội vàng gật đầu nói, hiểu rõ, là Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ có ý đồ gây bất lợi với cậu Tiêu, vậy nên mới mua chuộc quản lý Lữ, hãm hại bạn của cậu Tiêu. Ly rượu đó chính là do quản lý Lữ cố tình ném ra. Cả Ngọc Phụng Lâu, dù là chỉ rơi một cây kim cũng không qua được mắt Đào Khiêm. Hành vi của mấy người quản lý Lữ cũng đều nằm dưới tầm mắt của Đào Khiêm. Chỉ là Đào Khiêm không tiện xuất hiện vạch trần, vậy nên chỉ có thể chờ đợi Tiêu Chính Văn ở nơi này. Cùng lúc này, Đào Khiêm cuống tới độ như con kiến bò trên chảo lửa, chỉ hận không thể xông ra, tát cho bản mặt của quản lý Lữ nát thành thịt vụn thì mới có thể hả giận. Phải biết rằng đó là Tiêu Chính Văn đó, là khách quý mà Thanh Liên đặc biệt mời tới. Hơn nữa, ông ta cũng từng đi theo Thanh Liên tới thành Đại Phong và gặp được Tiêu Chính Văn, trên đường trở về, Thanh Liên đã nói rất rõ rồi, tương lai của thành Thiên Đô đều phải trông cậy vào Tiêu Chính Văn. Lỡ như chuyện này khiến Tiêu Chính Văn nổi giận, không chỉ có quản lý Lữ phải chết mà ngay cả ông ta cũng đừng mơ giữ được mạng. Đừng thấy Thanh Liên là phụ nữ mà lầm, bà ta một đời hành sự, chém giết quyết đoán, nếu không thì sao có thể cai quản được thành Thiên Đô. Ông chủ! Tôi thật sự không hiểu, loại người giống như Tiêu Chính Văn, chơi chung với cái đám người Lý Tử Dương, tôi, bốp. Vừa nói dứt lời, Đào Khiêm đã giơ tay giáng thẳng một cái tát lên trên mặt quản lý Lữ, phẫn nộ nói, to gan. Tên húy của cậu Tiêu là thứ mà cậu có thể tùy tiện nói hay sao? Còn nữa, cậu Tiêu ở cùng một chỗ với người thế nào, cùng ai ra vào Ngọc Phụng Lâu là chuyện mà loại hèn hạ như cậu có thể tùy tiện bàn luận hay sao? Chỉ dựa vào câu nói này thôi cậu cũng đáng chết rồi. Soạt, Đào Khiêm rút kiếm ra, trong mắt lóe lên sát khí. Xin, quản lý Lữ thấy Đào Khiêm thật sự có ý định giết người thì sợ tới độ co rúm lại trên mặt đất, cả người run lên, thậm chí ngay cả một chữ cũng không thốt nổi nên lời. Lúc này, trong lòng ông ta rõ ràng đang hận hai người Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ muốn chết. Nếu như không phải vì hai người này thì sao ông ta lại chọc tới Tiêu Chính Văn? Mặc dù ông ta là quản lý của Ngọc Phụng Lâu, thế nhưng trước mặt Đào Khiêm thì chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi. Một khi chó khiến chủ gặp phải họa lớn thì chỉ còn đường chết mà thôi. Lúc này, chủ Đình Đình đợi trước cửa đã trở nên hoang mang, Tiêu Chính Văn đã vào trong một tiếng đồng hồ mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, rõ ràng sự việc đã trở nên lớn lắm rồi. Theo tôi thấy, chúng ta vẫn nên đi cầu xin sư huynh Vương đi. Dù có phải quỳ xuống trước mặt anh ta thì cũng tốt hơn là chết ở nơi này. Vừa nói cô ta vừa nhìn về phía Lý Tử Dương với vẻ thù hằn. Nếu như không phải vì anh ta thì hôm nay mấy người bọn họ cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Đúng, chúng ta đi cầu xin sư huynh Vương đi, bây giờ cũng chỉ có anh ta có thể cứu chúng ta mà thôi, Mục Tú Tú cũng đứng bên cạnh hùa theo. Dù gì Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một tiểu bối. Đâu có thể diện lớn tới mức có thể dẹp yên chuyện ngày hôm nay. Vừa nói, Chu Đình Đình và Mục Tú Tú đã quay người chuẩn bị đi tìm Vương Vũ, Tiết Trường Phong cũng thở dài một hơi, đi theo hai người bọn họ xuống dưới tầng. Hai người còn không mau đi, Chu Đình Đình quay đầu lạnh lùng nói.
Tôi không thể để mặc anh ấy không quan tâm được, tôi cũng không thể để cho anh ấy một thân một mình gánh lấy hậu quả này, mặc dù Lý Tử Dương sợ tới mức mồ hôi lạnh vã ra như mưa, thế nhưng vẫn nhìn về phía cánh cửa với vẻ kiên định lạ thường. Vậy thì anh chết chung với anh ta đi, chúng ta đi thôi, Chu Đình Đình sụ mặt, trừng mắt nhìn Lý Tử Dương, quay đầu đi thẳng. Có ai không biết tới uy danh của Ngọc Phụng Lâu chứ? Trong mắt mấy người cô ta, chỉ có Vương Vũ là có thể cứu lấy tính mạng của bọn họ, những người khác, e rằng đi rồi cũng chỉ có thể nộp mạng mà thôi. Mấy người Chu Đình Đình trở lại phòng bao, không nói lời nào đã quỳ xuống trước mặt Vương Vũ. Còn Tiêu Chính Văn đang vung tay ngăn cản cơn thịnh nộ của Đào Khiêm, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía quản lý Lữ. Cậu Tiêu, chuyện này đều trách tôi quản thúc không nghiêm, kẻ này dám bất kính với cậu Tiêu, có chết cũng chẳng oan khuất, lúc này, Đào Khiêm đâu còn dám bênh vực. Thật ra không phải Đào Khiêm kiêng sợ Tiêu Chính Văn mà là Tiêu Chính Văn giờ đã không giống với khi trước. Sau lưng không chỉ có Thanh Liên chống lưng cho anh mà Tần Lương Ngọc của Thành Đại Phong cũng đã nghiêng về phía Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, Thiên Cung Bắc Cực đang trong thời buổi rối ren, cung chủ nhiệm kỳ mới rất có khả năng cũng sẽ ủng hộ Tiêu Chính Văn. Cộng thêm mấy hoàng tộc như nhà họ Võ, nhà họ Bạch, nhà họ Doanh, cũng đang âm thầm ủng hộ Tiêu Chính Văn. Thế lực này lớn tới độ nào chứ? Đặc biệt là Trương Nghi còn từng đích thân ra mặt vì Tiêu Chính Văn, dù là Thành Thiên Đô cũng không đắc tội được với nhân vật đủ sức khuấy đảo đất trời như Trương Nghi. Những thế lực các phương này, dù là phương nào thì cũng không đắc tội được với Đào Khiêm. Địa vị của ông ta ở Thành Thiên Đô rất cao không phải là giả, thế nhưng Thành Thiên Đô cũng chẳng phải sự tồn tại lớn duy nhất ở vùng ngoài lãnh thổ. Có những thế lực ngay cả Thanh Liên cũng phải cúi đầu nghe theo, huống hồ là ông ta. Chuyện của hắn cứ để đó đã, bạn của tôi vẫn đang đợi ngoài cửa, cho anh ta vào trong đi, Tiêu Chính Văn bình thản lên tiếng. Vâng, Đào Khiêm không nhiều lời, ra hiệu bằng ánh mắt cho một hộ vệ đứng bên cạnh. Hộ vệ lập tức hiểu ý, vội vàng sải bước ra bên ngoài cửa. Lúc này Lý Tử Dương đang thấp thỏm không yên đứng trước cửa, khoảnh khắc cánh cửa được mở ra thêm lần nữa, trái tim của Lý Tử Dương không khỏi co thắt. Cả gương mặt cũng lập tức sợ tới mức trắng bệch như tờ giấy. Mời vào trong, hộ vệ làm động tác tay tỏ ý mời với Lý Tử Dương. Quay đầu nhìn Tần Trường Sinh, Lý Tử Dương tự trấn an mình, sải bước tiến vào trong. Tần Trường Sinh cũng hít sâu vào mấy lần rồi mau chóng đuổi theo. Lý Tử Dương tôi tự làm tự chịu, xin thả bạn tôi ra. Lý Tử Dương vừa bước vào cửa đã đấm ngực lớn tiếng hô lên. Thế nhưng vào lúc anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cả người lập tức ngây ra. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn đang ngồi đó, ông chủ của Ngọc Phụng Lâu lại đang cúi đầu đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn. Còn quản lý Lữ đã sụi lơ dưới sàn từ lâu, run rẩy co rúm lại. Chuyện này, Lý Tử Dương sững sờ không thôi, trong đầu chợt trở nên trống rỗng. Lý Tử Dương không phải là loại nhà quê chưa từng nhìn thấy cảnh đời, thế nhưng cảnh tượng trước mắt quá khó bề tưởng tượng. Một người là ông chủ của Ngọc Phụng Lâu, một người là quản lý của Ngọc Phụng Lâu. Hai người này, đừng nói là anh ta, đến cả nhà họ Lý cũng không đắc tội nổi, vậy mà ở trước mặt Tiêu Chính Văn lại ngoan như một con cừu nhỏ. Điều khiến anh ta khó hiểu nhất là quản lý Lữ không những đang quỳ gối rất chuẩn mực, mà tư thế kia còn đang không ngừng run rẩy. Lý Tử Dương quả thực giống như đang ở trong một giấc mộng. Chẳng lẽ người bạn chung phòng của anh ta còn có bối cảnh lai lịch gì tày trời sao? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Lý Tử Dương và Tần Trường Sinh đang đứng ngây người tại chỗ, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói, ngồi đi. Lý Tử Dương nuốt nước bọt một cách nặng nề, lắp bắp nói, anh Tiêu, tôi, vẫn không nên ngồi. Đứng cũng được, ngay cả ông chủ của Ngọc Phụng Lâu cũng đang đứng ngay ngắn, sao anh ta dám ngồi nổi. Dù không biết vì sao Tiêu Chính Văn có thể ngồi vào chiếc ghế vốn thuộc về ông chủ của Ngọc Phụng Lâu, nhưng hắn vẫn tự mình biết mình. Tần Trường Sinh lại càng câm như hến, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, hai chân mềm nhũn không sức lực, giống như bị đeo xiềng xích, căn bản không nghe lời sai khiến. Nếu cảnh tượng trước mắt này được lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ Thành Đại Phong. Ngồi đi, ông chủ Đào sẽ không để bụng đâu, đúng không? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa liếc nhìn Đào Khiêm. Vâng, 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 cậu Tiêu nói đùa rồi, ghế vốn là để cho người ngồi mà. Hai vị, mời ngồi. Đào Khiêm không những không tức giận mà ngược lại trên khuôn mặt còn nở nụ cười,
thậm chí còn kéo ghế cho Lý Tử Dương và Tần Trường Sinh. Đa tạ tiền bối. Hai chân Lý Tử Dương run lẩy bẩy, đi tới trước ghế, ngồi xuống một cách vô cùng cẩn trọng. Tần Trường Sinh thậm chí còn không biết bước chân ra thế nào, mông ngồi trên ghế, cả người đều trong trạng thái sững sờ. Cả thành Thiên Đô, ai mà không biết ông chủ của Ngọc Phụng Lâu tàn nhẫn khét tiếng. Ai đã từng thấy dáng vẻ ăn nói khép nép như hôm nay của ông ta chứ? Nhưng lúc này, Đào Khiêm không chỉ cúi đầu, lại còn tự tay kéo ghế cho hai người bọn họ, nói một câu khó nghe là cho dù gia chủ của hai nhà bọn họ đích thân đến, cũng không dám ngồi xuống một cách tùy tiện. Phải mất một lúc lâu, Lý Tử Dương và Tần Trường Sinh mới khôi phục tinh thần sau cú sốc. Anh Tiêu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Tử Dương hỏi với vẻ không dám tin. Tiêu Chính Văn thản nhiên cười nói, chuyện này anh không cần lo lắng, anh chỉ cần nhớ rõ ở thành Thiên Đô, chúng ta không cần phải sợ ai là được rồi. Sau này nếu gặp phải chuyện gì nguy cấp, anh có thể đến tìm ông chủ Đào. Vừa nói Tiêu Chính Văn vừa nhìn Đào Khiêm. Đúng, bạn của cậu Tiêu cũng chính là bạn của Đào Khiêm tôi, bạn bè gặp khó khăn, đương nhiên phải xả thân giúp đỡ. Đào Khiêm vừa nói vừa chắp tay về phía Tiêu Chính Văn. Lời này vừa nói ra, Lý Tử Dương và Tần Trường Sinh lập tức hiểu được. Dù sao, bọn họ cũng xuất thân từ thế gia giàu có, chút nhãn lực này đương nhiên vẫn có. Chỉ là bọn họ không ngờ một người trẻ tuổi đến từ giới thế tục như Tiêu Chính Văn lại có bối cảnh thân phận lớn như vậy, vì vậy lúc đầu mới bị choáng váng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, bọn họ cũng lập tức hiểu ra, Tiêu Chính Văn này tuyệt đối không hề đơn giản. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Tiêu Chính Văn không thèm để mắt đến đám người Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ. Nếu so sánh, Tiêu Chính Văn quả thực cao hơn bọn họ không chỉ một bậc. Tiêu Chính Văn quay đầu lại liếc nhìn Lý Tử Dương, nói Tử Dương, chuyện hôm nay, anh định xử lý thế nào? Chuyện này đều là lỗi của tôi, Tiêu Chính Văn xua tay với Lý Tử Dương, ánh mắt chuyển về phía quản lý Lữ, ông nói cho cậu ấy biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi. Được. Chuyện đến lúc này, quản lý Lữ sao dám giấu giếm. Trước mặt Lý Tử Dương và Tần Trường Sinh, ông ta kể lại toàn bộ đầu đuôi quá trình sự việc. Hóa ra phía bên Mạnh Phi Vũ đã nhận được tin tức từ trước khi Lý Tử Dương đến Ngọc Phụng Lâu, lập tức phái người tìm quản lý Lữ. Mấy người bí mật mưu tính chờ thời cơ để hãm hại Lý Tử Dương, hơn nữa còn mượn thế áp chế Tiêu Chính Văn. Vương Vũ xuất hiện ở Ngọc Phụng Lâu cũng không phải là nể mặt Lý Tử Dương mà là đặc biệt đến đây để mượn thế áp chế người, ép mấy người bọn họ quỳ xuống. Mục đích là để áp chế sự hung hăng kiêu ngạo của Tiểu Chính Văn và Lý Tử Dương. Sau khi nghe xong lời này, cả người Lý Tử Dương đều sững sờ. Vậy mà sự việc này lại liên quan đến Mạnh Phi Vũ. Anh Tiêu, chuyện này không dễ xử lý, không biết ý của anh thế nào. Lý Tử Dương hiểu rõ hơn ai hết rằng với thế lực của nhà họ Lý, căn bản không làm gì được Mạnh Phi Vũ. Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu bọn họ đã muốn gây chuyện, vậy chúng ta đương nhiên phải tiếp đến cùng. Tiêu Chính Văn nói xong liền liếc nhìn quản lý Lữ. Quản lý Lữ lập tức hiểu ngầm trong lòng, vội vàng nói lấy lòng, cậu Tiêu, tôi có ý kiến này, không biết cậu Tiêu có thể cho tôi một cơ hội để lập công chuộc tội không? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, được. Nói nghe xem. Thấy Tiêu Chính Văn gật đầu, quản lý Lữ giống như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bò lên mấy bước, đến gần Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, theo tôi được biết, Mạnh Phi Vũ có được một bộ trận pháp từ nhà họ Mạnh. Trận pháp này có tên là Thiên Đạo Luân Hồi Trận, thời xa xưa nó cũng nằm trong top 10 trận pháp, Ngọc Phụng Lâu chúng tôi có một kiểu đánh cược, hai bên mỗi bên lấy ra một bộ sách trận pháp quý, bỏ lẫn trong 10 cái hộp gỗ. Ai mở ra được trận pháp của đối phương, thì có thể, nói đến đây, quản lý Lữ vội vàng cúi thấp đầu. Sở dĩ ông ta đưa ra ý tưởng này cho Tiêu Chính Văn, ngoài mục đích giữ mạng sống, chủ yếu còn muốn trả thù hai người Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ. Thiên đạo luân hồi, Tiêu Chính Văn hơi cau mày, trong Thiên Sơn Thư Lục quả thực có ghi chép về nó, chỉ là bộ trận pháp này, đối với Tiêu Chính Văn mà nói, đã không có bất cứ giá trị gì. Nhưng đối với Lý Tử Dương mà nói, đó lại là một bảo vật vô giá. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn mới gật đầu nói, được, vậy tất cả đều phụ thuộc vào sự sắp xếp của quản lý Lữ. Nếu còn xảy ra sai sót, tin rằng ông chủ Đào sẽ có một lời giải thích thỏa đáng cho tôi, đúng không? Đào Khiêm vội vàng chắp tay, nói, xin cậu Tiêu yên tâm.
Đi thôi, chúng ta quay về. Tiêu Chính Văn nói xong thì đứng dậy, dẫn theo hai người Lý Tử Dương và Tần Trường Sinh đi ra phía cửa. Nhìn thấy ba người Tiêu Chính Văn trở về phòng một cách bình an vô sự, Vương Vũ không thoải mái lắm. Quản lý Lữ, xảy ra chuyện gì vậy? Vương Vũ hỏi với vẻ không dám tin. Ồ, hôm nay là sinh nhật của ông chủ chúng tôi, không thích hợp nhìn thấy máu, vì vậy, việc này bỏ qua như vậy đi, quản lý Lữ xua tay, nói. Cái gì, bỏ qua như vậy sao? Vương Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm quản lý Lữ, dường như có chút không cam lòng. Dù sao, phía bên Mạnh Phi Vũ đã dặn dò nhắn nhủ hắn ta rồi, nhất định phải dạy cho Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương một bài học suốt đời không quên. Vậy chuyện này, giải thích thế nào với Mạnh công tử đây? Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương trở về Thiên Cung Bắc Cực bình an vô sự, Vương Vũ đương nhiên sẽ không thể giải thích với Mạnh Phi Vũ. Ôi, vẻ mặt quản lý Lữ khó xử, nói, muốn thông qua việc này để xử lý hai người bọn họ, e rằng không làm được. Có điều gì? Vương Vũ vội vàng hỏi. Có điều cũng không phải là hoàn toàn không có cách, chắc có lẽ Vương công tử biết. Ngọc Phúng Lâu chúng tôi có một kiểu đánh cược, nếu có thể lợi dụng đánh cược, giở trò hãm hại tên họ Tiêu, bắt cậu ta chịu tội, giết cậu ta cũng không phải không thể. Quản lý Lữ vừa dứt lời, hai mắt Vương Vũ lập tức lóe sáng. Nói rất có lý, thế nhưng, điều kiện của vụ đánh cược lại là trận pháp bí mật cổ xưa, chỗ tôi đây, Vương Vũ cũng hơi lúng túng. Mặc dù phương pháp này không tồi, nhưng vấn đề là hắn đâu có trận pháp bí mật gì chứ. Cả nhà họ Vương cũng không tìm ra được, chuyện này không phải đơn giản sao? Chỗ Mạnh công tử không phải là có một bộ thiên đạo luân hồi à? Trên mặt quản lý Lữ nở nụ cười nhạt nham hiểm, nói. Không được, cái này không thể, đó là bảo vật gia truyền của nhà họ Mạnh. Nếu ngộ ngỡ xảy ra chuyện gì, thì nhà họ Mạnh tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Mặc dù người của nhà họ Mạnh đã mất dấu tích, thế nhưng, nhà họ Mạnh vẫn còn mấy người đóng giữ, chuyện này. Vương công tử, muốn bắt sói thì đừng tiếc con, chẳng lẽ Mạnh công tử lại trơ mắt nhìn mấy tên nhóc kia ung dung tự tại, quản lý Lữ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Vương Vũ cân nhắc hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu, nói, được rồi, chuyện này để tôi hỏi Mạnh công tử trước rồi tính. Nói xong, bóng dáng Vương Vũ lập tức biến mất. Một giờ sau, khi Vương Vũ quay trở lại Ngọc Phụng Lâu, trong tay đã cầm thêm một hộp gỗ tử đàn. Quản lý Lữ. Chuyện này tuyệt đối không được xảy ra sai sót, Vương Vũ vừa đưa hộp gỗ cho quản lý Lữ, vừa căn dặn với vẻ vô cùng nghiêm túc. Yên tâm, chút chuyện vặt này cứ để tôi lo liệu, quản lý Lữ cười lớn, nhận lấy chiếc hộp gỗ. Ở một diễn biến khác, hai người Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương đã tới đại sảnh, sau khi đi qua mấy bàn đánh bạc thì tiến về phía bàn cược. Lý Tử Dương liếc nhìn quy tắc đánh cược rồi rút ra một tờ ngân phiếu đặt lên trên mặt bàn. Nói với nhân viên đứng trước bàn cược, hôm nay tôi cũng muốn thử vận may của mình. Kiểu cược qua lại giống này thông thường có thể cược tiền, cũng có thể cược bằng bí thuật trận pháp tương ứng, trao đổi với chiếc hộp gỗ bên trên bàn cược. Thế nhưng, có một số hộp gỗ bên trong trống không, có một số chỉ có trận pháp ở cấp rất thấp, cũng có khả năng mở ra là trận pháp cực phẩm, thế nhưng xác suất là rất thấp. Bởi vì bên trong mấy cái hộp gỗ đàn hương này cũng đều bố trí trận pháp ngăn cách. Dù là cao thủ đế cảnh thì cũng rất khó thăm dò được rốt cuộc bên trong hộp gỗ có cái gì. Vậy nên kiểu cá cược này thông thường đều dựa vào may mắn, mà Lý Tử Dương vừa đến đã lấy ra tấm ngân phiếu 10.000 lượng bạc, gần như rút sạch hết vốn liếng của mình. Thưa anh, theo quy định, 1.000 lượng bạc là một hộp gỗ, anh có thể chọn 10 hộp, nhân viên kia cười nói với Lý Tử Dương. Lý Tử Dương gật đầu, tiện tay lấy một cái hộp gỗ từ trên bàn cược. Rồi mở ra ngay trước mặt mọi người. Chỉ thấy một tia sáng màu vàng lóe ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Tử Dương. Vậy mà lại là thiên lôi trận, 1.000 lượng bạc coi như mất trắng rồi, không sao, có thể mở 10 hộp, thể nào cũng có thể mở được thứ gì tốt, lại mở thêm một hộp nữa thử xem. Đúng, mở thêm một hộp, nói không chừng lại có thể mở ra được phần thưởng lớn nào đó. Mọi người xung quanh đồng loạt hùa vào. Lý Tử Dương khẽ lắc đầu, Ngọc Phúng Lâu này căn bản chẳng thể mở ra được trận pháp cấp cao gì cả, còn về mấy bí trận thượng cổ kia thì càng là chuyện không tưởng. Anh bạn trẻ tuổi, đừng nản lòng, nếu như đã là bàn cược qua lại thì sẽ có người lấy ra trận pháp cấp cao ra để cược đấy, quản lý Lữ nói rồi nhìn về phía Vương Vũ trong đám người.
Nhận được ám hiệu của quản lý Lữ, Vương Vũ cũng chậm rãi bước về phía đại sảnh. Lý Tử Dương, vận khí của mấy người cũng không tệ nhỉ, Vương Vũ cười lạnh lùng nói. Còn không phải là nhờ vào phúc của sư huynh Vương sao, Lý Tử Dương cũng đáp lời không chút khoan nhượng. Nếu như đã là ngày sinh nhật của ông chủ Ngọc Phụng Lâu, vậy thì tôi cũng thử chút vận may coi sao. Vương Vũ giơ tay ra, trước mặt liền xuất hiện 10 chiếc hộp gỗ đàn hương, rõ ràng là hắn muốn đổi với hộp gỗ của Ngọc Phụng Lâu. Cách cược này đương nhiên cũng là hợp lệ, mà đây cũng là kiểu cược qua lại thực sự. Nhân viên của Ngọc Phụng Lâu chọn ra một hộp trong số 10 hộp gỗ trong tay Vương Vũ cũng có thể chọn ra một chiếc hộp mà mình nhìn chúng trong số những chiếc hộp gỗ kia của Ngọc Phụng Lâu. Lý Tử Dương trên cương vị bên thứ ba, vì khi trước đã tiêu tốn mất 10.000 lượng bạc thì cũng có thể làm bên thứ ba tham gia cùng. Mặc dù Vương Vũ không phải đệ tử của thế lực lớn một phương gì, thế nhưng là thiên tài tuyệt đỉnh của thành Thiên Đô, trong tay cũng có bí trận thượng cổ. Vậy nên bên phía Ngọc Phụng Lâu đương nhiên cũng không kiểm nghiệm thử xem bên trong hộp gỗ của hắn có phải trận pháp cực phẩm hay không. Thông thường trước khi cược qua lại, để đề phòng gian lận, bên phía Ngọc Phụng Lâu sẽ cử người kiểm tra xem trong hộp gỗ có trận pháp cấp cao thật hay không, sau đó sẽ đóng gói lại như cũ, cháo thứ tự rồi đôi bên mới bắt đầu cược. Quản lý Lữ ra hiệu bằng ánh mắt cho nhân viên trên bàn, sau đó lại nhìn về phía chiếc hộp đàn hương số 5. Nhân viên lập tức hiểu ý, chỉ vào cái hộp gỗ kia rồi nói, tôi chọn hộp gỗ thứ 5 bên phía tay trái. Tôi cũng muốn cái hộp gỗ đó, Tiêu Chính Văn cũng đột nhiên lên tiếng chỉ vào cái hộp gỗ kia. Lý Tử Dương cười hi hi nói, ý kiến của anh Tiêu Chính là ý kiến của tôi, theo quy định, tôi còn có thể chọn 9 hộp nữa, chỉ cần đưa cho tôi cái hộp gỗ này thì tôi sẽ từ bỏ hết 8 hộp còn lại, thế nào? Soạt, tất cả mọi người đều hít sâu. 9.000 lượng bạc một cái hộp gỗ, Lý Tử Dương đang cược hết toàn bộ gia tài của mình lên trên cái hộp gỗ này rồi. Chuyện này, nhân viên của Ngọc Phụng Lâu quay đầu nhìn về phía quản lý Lữ, theo quy định, Ngọc Phụng Lâu bọn họ là nhà cái, có quyền chọn trước, thế nhưng Lý Tử Dương lại ra quyết định như vậy, nhất thời khiến cho nhân viên này cảm thấy hơi khó xử. Dù gì đó cũng là 9.000 lượng bạc, lỡ như cái hộp gỗ đó không có trận pháp gì tốt thì hắn sẽ mang tới tổn thất nghiêm trọng cho Ngọc Phụng Lâu. Trách nhiệm này, một nhân viên như hắn sao có thể gánh vác nổi. Mọi người yên lặng đã, để tôi nói vài câu. Quản lý Lữ nói rồi sải bước tiến về phía bàn cược, nói với hai người Tiêu Chính Văn và Vương Vũ, Ngọc Phụng Lâu chúng tôi và cậu chủ này đều nhìn chúng cái hộp gỗ kia, hơn nữa cậu chủ này còn ra một quyết định rất táo bạo. Để cho công bằng, tôi đề nghị Ngọc Phụng Lâu lại lấy ra thêm 10 cái hộp gỗ, trộn lẫn với 10 cái hộp gỗ của cậu chủ Vương, lại cháo thứ tự, để cậu chủ này chọn trước rồi tới cậu chủ Vương chọn, Ngọc Phụng Lâu chúng tôi làm nhà cái, chọn cuối cùng. Mọi người có ý kiến gì khác với đề xuất này của tôi không? Tôi đương nhiên tin tưởng Ngọc Phụng Lâu, chỉ là không biết ý của anh Tiêu đây thế nào, Vương Vũ cười khẩy rồi nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Dẫu sao hắn và quản lý Lữ cũng đã có toan tính từ đầu. Dù Tiêu Chính Văn có thể mở được trận pháp cấp cao hay không, hay là thiên địa luân hồi trận thì Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương cũng phải nếm khổ một phen. Đương nhiên là được, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Quản lý Lữ vung tay, rút ra 10 chiếc hộp gỗ, bay vào khoảng không và trộn lẫn với 10 chiếc hộp gỗ mà Vương Vũ mang tới khi trước. Khi quản lý Lữ phất ống tay áo, thứ tự của tất cả hộp gỗ đều bị đảo lộn hoàn toàn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn, Lý Tử Dương cũng lo lắng siết hai tay lại, trên trán cũng đầm đìa mồ hôi. 9.000 lượng bạc đó, đối với nhà họ Lý mà nói thì cũng là một con số không nhỏ, nếu như lần này không mở ra được một trận pháp cực phẩm thì anh ta thậm chí còn chẳng có cách nào ăn nói với người nhà. Có thể nói, anh ta đã gửi gắm hết toàn bộ hy vọng lên trên người Tiêu Chính Văn rồi. Lấy cái này đi, Tiêu Chính Văn tùy ý chỉ tay. Một chiếc hộp gỗ đã bay ngay tới trước mặt anh. Chỉ có điều, chiếc hộp gỗ bay tới trước mặt Tiêu Chính Văn đã bị quản lý Lữ đánh cháo từ lâu. Đổi lại cho Tiêu Chính Văn chính là trận pháp của thiên địa luân hồi trận mà Vương Vũ lấy từ chỗ Mạnh Phi Vũ. Vương Vũ cũng chọn ra một chiếc hộp gỗ trong số đó. Nhân viên của Ngọc Phụng Lâu tiện tay lấy một chiếc hộp gỗ, mở nắp ra, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Mở đi, Tiêu Chính Văn liếc nhìn chiếc hộp gỗ trước mắt, khẽ cười nói. Chỉ cần Tiêu Chính Văn mở chiếc hộp gỗ này,
lấy ra trận pháp của thiên địa luân hồi trận ở bên trong, vậy thì quản lý Lữ sẽ có thể tận dụng cơ hội này làm khó dễ, lấy lý do Tiêu Chính Văn ăn gian để ra tay với hai người Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương. Khóe miệng Tiêu Chính Văn lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó khẽ mở nắp hộp gỗ ra. Vào khoảnh khắc hộp gỗ được mở ra, trên bầu trời đột nhiên mây đen răng kín mít, sấm sét nhì nhằng. Khoảng không bên trên Ngọc Phụng Lâu xuất hiện hư ảnh của rồng và phượng. Từng tia sét giống như mở ra cánh cổng của trời đất, một luồng khí tức cực đại đến từ viễn cổ cứ thế phun ra. Bên trong chiếc hộp gỗ mà Tiêu Chính Văn cầm trên tay cũng đang có ánh sáng bảy sắc uốn lượn. Khí tức dồi dào nháy mắt đã bao trùm khắp cả Ngọc Phụng Lâu, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía chiếc hộp gỗ trong tay Tiêu Chính Văn. Ông lão bên trong Thiên Cung Bắc Cực thảng thốt nhìn về phía Ngọc Phụng Lâu. Bên trong căn phòng bí mật của nhà họ Mạnh, một người đàn ông có khí tức cực kỳ khủng bố chậm rãi mở to hai mắt. Bên trên đại điện thành chủ của thành Thiên Đô, Thanh Liên cũng hết sức kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Phụng Lâu. Bà ơi, đây là, Nguyệt Nhu nhìn về phía Thanh Liên với vẻ hết sức ngạc nhiên. Đây là thiên địa luân hồi trận, là trận pháp kinh thế lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ, Thanh Liên nói. Thiên địa luân hồi trận. Ngay cả Thanh Liên làm thành chủ của thành Thiên Đô cũng chưa được nhìn lần nào, mà hôm nay, bên trong Ngọc Phụng Lâu lại có người mở loại bí trận thượng cổ này ra. E rằng Ngọc Phụng Lâu sắp xảy ra chuyện lớn rồi, Thanh Liên nhìn về phía Ngọc Phụng Lâu, giọng điệu hết sức nghiêm trọng. Suy cho cùng, trong Ngọc Phụng Lâu sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện loại bí thuật cổ đại này, chắc chắn có ai đã mang đến đánh cược, nhưng người mở bí thuật cổ đại này ra cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người ở thành Thiên Đô. Mặc dù trong Ngọc Phụng Lâu, không ai dám hỗn láo nhưng ra khỏi Ngọc Phụng Lâu thì sao? Hơn nữa bí thuật cổ đại này cực kỳ hiếm thấy, không chắc có thế lực nào phá vỡ quy tắc của Ngọc Phụng Lâu đánh nhau vì bí thuật cổ đại và cướp lấy nó trong Ngọc Phụng Lâu. Trong sảnh lớn của Ngọc Phụng Lâu, mọi người đều hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn, mấy người này không nhìn ra được bí thuật đó như thế nào, nhưng chỉ biết xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này chứng tỏ Tiêu Chính Văn đã mở bảo thuật ra rồi. Lúc này Vương Vũ lại cười mỉa nhìn quản lý Lữ. Theo thỏa thuận trước đó của họ, bây giờ là lúc quản lý Lữ xuất hiện. Chỉ là Vương Vũ đợi gần một phút cũng không thấy quản lý Lữ có bất kỳ hành động gì. Khụ, Vương Vũ khẽ ho một tiếng như thể đang nhắc nhở quản lý Lữ. Nhưng quản lý Lữ lại không có phản ứng gì. Quản lý Lữ, Vương Vũ nhíu mày nói. Lần này cuối cùng quản lý Lữ cũng quay đầu lại nhìn Vương Vũ nói, cậu Vương, có chuyện gì sao? Hả, Vương Vũ không khỏi sầm mặt nhưng vẫn nói, quản lý Lữ, may mắn của người anh em này tốt quá. Nói anh ta may mắn thì chi bằng nói anh ta dở trò, nếu không sao có thể vừa nhìn đã chọn chúng thần thuật tuyệt thế. Thật ra cho dù Tiêu Chính Văn không động tay động chân, chỉ cần một câu của quản lý Lữ thì có thể định đoạt tội của Tiêu Chính Văn. Dù sao nơi này cũng là Ngọc Phụng Lâu, quản lý Lữ có quyền lên tiếng quyết định. Dù Tiêu Chính Văn bị oan cũng chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo. Không chỉ phải giao trận phổ ra, còn phải bị Ngọc Phụng Lâu trách phạt, thậm chí sẽ vì thế mà mất mạng. Chuyện tương tự không phải chưa từng xảy ra nên mọi người ở đó đều thầm lau mồ hôi thay Tiêu Chính Văn. Ừ, đúng là có hơi khác thường. Nghe nói có thể vừa liếc mắt đã có thể chọn chúng thần thuật tuyệt thế từ trong hơn 20 hộp gỗ, quả thật là khó mà tưởng tượng. Tôi thay mặt Ngọc Phụng Lâu chúc mừng người anh em này, nói rồi quản lý Lữ chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Quản lý Lữ nói thế, Vương Vũ lập tức sửng sốt. Quản lý Lữ, sao anh ta vừa liếc mắt đã có thể chọn chúng bảo thuật từ trong hơn 20 hộp gỗ? Lẽ nào ông không nghĩ bên trong có gì mờ ám sao? Hơn nữa trận phổ của trận pháp luân hồi này là do tôi mượn từ chỗ cậu chủ Mạnh, với tầm nhìn của anh ta thì sao có thể vừa liếc mắt đã có thể chọn trúng hộp gỗ này. Vương Vũ càng nói sắc mặt càng trở nên u ám. Anh nói thế tức là trận phổ trận thiên địa luân hồi này là anh cố ý đưa vào hà, Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Đó là đương nhiên. Nhưng đây không phải trọng điểm là chắc chắn anh động tay động chân vào trong đó, nếu không anh không thể có may mắn như vậy. Nói rồi Vương Vũ lại nhìn quản lý Lữ. Hắn đã nói đến mức này sao quản lý Lữ có thể nghe không hiểu nữa. To gan, quản lý Lữ bỗng hét lên. Hừ, Tiêu Chính Văn, anh to gan thật, dám ở Ngọc Phụng Lâu, tôi nói cậu to gan đấy. Không để Vương Vũ nói hết câu, quản lý Lữ đang quay phát lại tức giận nói với Vương Vũ.
Lúc này Vương Vũ ngây người hoàn toàn. Đây không giống với những gì họ đã bàn trước đó. Quản lý Lữ không đáp lời, chỉ cần Tiêu Chính Văn mở bảo thuật tuyệt thế ra thì cứ lấy lý do là Tiêu Chính Văn không tuân thủ theo quy tắc của Ngọc Phụng Lâu để vấn tội sao. Cậu thật to gan, dám sỉ nhục Ngọc Phụng Lâu tôi. Tôi, cậu cái gì mà cậu? Vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn đều không chạm vào những hộp gỗ này, cậu lại sỉ nhục người ta lén động tay động chân. Cậu đang nghi ngờ Ngọc Phụng Lâu chúng tôi hay là đang nghi ngờ mắt nhìn của tôi? Thấy quản lý Lữ trở mặt, Vương Vũ ngây người, đầu óc trống rỗng, sững sờ đứng tại chỗ mới nhanh chân bước đến nói, quản lý Lữ, chuyện này, dám cược thì chịu thua, rõ chưa? Quản lý Lữ khinh thường nhìn Vương Vũ nói. Quản lý Lữ, đây là bảo vật tổ truyền của nhà họ Mạnh, ông muốn bảo vệ cho tên họ Tiêu, lúc này Vương Vũ đã hiểu ngay. Hắn không ngốc, bây giờ cảnh tượng này chỉ có một lời giải thích là Tiêu Chính Văn và Ngọc Phụng Lâu đã thông đồng với nhau, mục đích là muốn bẫy hắn và Mạnh Phi Vũ. Cậu Vương, lúc đó cậu cũng gật đầu đồng ý rồi, hơn nữa là tự cậu đề nghị muốn đánh cược mà, đồ của cậu từ đâu mà có không liên quan gì đến Ngọc Phụng Lâu. Nhưng chỉ cần lên bàn cược thì dám cược phải dám thua. Nghe quản lý Lữ nói thế, Vương Vũ nổi giận. Quản lý Lữ, nhưng ông đích thân tìm đến tôi bàn bạc làm sao để mưu hại Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương. Hơn nữa là ông đề nghị, bảo tôi đến chỗ cậu Mạnh mượn bảo thuật. Rồi sau đó lấy lý do Tiêu Chính Văn vô cớ mở thần bảo tuyệt thế này ra thì sẽ trách tội anh ta. Vương Vũ nhất thời bị lửa giận đánh vào tâm lý bèn nói ra hết toàn bộ câu chuyện. Không phải là tâm lý của Vương Vũ quá kém mà là hậu quả chuyện này quá mức nghiêm trọng, hắn không gánh vác nổi. Người khác thì không nói nhưng Mạnh Phi Vũ và nhà họ Mạnh sẽ không tha cho hắn. Làm mất bảo vật tổ truyền của nhà họ Mạnh sẽ dễ dàng buông tha cho hắn sao? Chỉ là Vương Vũ vừa dứt lời, quản lý Lữ hừ một tiếng nói, hỗn xược. Tôi là ai cơ chứ? Sẽ hợp sức hãm hại người khác với cậu sao? Cậu nghĩ Ngọc Phụng Lâu là nơi nào? Là nơi cậu có thể tùy tiện sỉ nhục sao? Vương Vũ, đừng nghĩ cậu nổi tiếng trong giới trẻ thì có thể hỗn láo sỉ nhục người khác. Hơn nữa Ngọc Phụng Lâu trước giờ mua bán công bằng, đánh cược trận pháp minh bạch rõ ràng. Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt biết bao nhiêu người, người ta mở ra bảo thuật tuyệt thế, cậu lại hất nước bẩn trên người người ta, muốn hối hận thì lấy lại bí thuật của cậu đi, thậm chí còn không tiếc đổ tội nói Ngọc Phụng Lâu cấu kết với cậu, ai cho cậu lá gan đó vậy? Nói khó nghe một chút, dù cậu có là người xuất sắc trong thế hệ trẻ nhưng tôi cũng là ông chủ của Ngọc Phụng Lâu, cùng tính kế với cậu. Cậu xứng sao? Quản lý Lữ cười mỉa nói. Vương Vũ quả thật là người nổi tiếng trong thế hệ trẻ ở thành Thiên Đô, nhưng so với thành phủ thì hắn nào phải là đối thủ của quản lý Lữ đa mưu túc trí. Quản lý Lữ có thể trở thành nhân vật số 2 của Ngọc Phụng Lâu dĩ nhiên phải có vài thủ đoạn. Chỉ một lời nói đã có thể vứt bỏ sạch sẽ quan hệ giữa mình với Vương Vũ, hơn nữa còn công khai những hành vi hèn hạ của Vương Vũ. Lúc này Vương Vũ đã tức đến mức sắc mặt tái xanh, ngực liên tục phập phồng. Bây giờ hắn có khổ mà không nói nên lời. Rõ ràng là mình bị quản lý Lữ hãm hại, ngược lại thành bên có lỗi. Tôi nói này sư huynh Vương, hay là thôi đi, hà tất gì phải mất mặt như thế chứ, một đệ tử Thiên Cung Bắc Cực ở bên cạnh khuyên nhủ. Trong số những người hôm nay đến Ngọc Phụng Lâu ăn uống cũng có không ít đệ tử Thiên Cung Bắc Cực, họ đều đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Không phải là mấy người này cố ý nói giúp Tiêu Chính Văn mà là những gì Vương Vũ làm quả thật làm mất mặt Thiên Cung Bắc Cực quá. Người ta thường nói dám cược dám chịu, bây giờ anh đã thua rồi thì cứ nhận thua thôi. Nếu không không chỉ thua vật phẩm đánh cược mà còn thua cả về nhân phẩm. Nghe thế Vương Vũ tức đến mức ngực phập phồng. Sau đó nôn ra một ngụm máu. Hôm nay hắn không thể nhẫn nhịn được cơn giận này. Nhưng trong lúc nhất thời lại không thể cãi lại. Đúng thế, cậu Vương, cậu cũng xem như có danh tiếng ở thành Thiên Đô, sao có thể hèn hạ như thế? Rõ ràng là muốn cướp giữa ban ngày, cậu cũng phải phân biệt đang ở đâu chứ? Chẳng phải à, không thể cứ dựa vào danh tiếng của mình mà không nói đạo lý thế chứ? Rất nhiều người đều nói giúp Tiêu Chính Văn. Từng lời nói cứ văng vẳng bên tai khiến Vương Vũ tức giận hét lên, khí tức quanh người lao vút lên trời. Ôi trời, cậu còn ra tay đánh người trong Ngọc Phụng Lâu à? Người đâu? Quản lý Lữ cười mỉa, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ,
mấy người hộ vệ lập tức bao vây sảnh lớn. Nhìn thấy cảnh này, Vương Vũ lập tức hiểu ra mọi chuyện, ngay từ đầu, quản lý Lữ và Tiêu Chính Văn đã bày mưu tính kế với hắn ta. Bây giờ thậm chí còn không thèm che đậy nữa, Vương Vũ chỉ vào Tiêu Chính Văn và quản lý Lữ với vẻ căm hận, nói các người được lắm. Vương Vũ, tôi nhớ mặt Ngọc Phụng Lâu ông rồi, to gan, cùng với một âm thanh lạnh lùng truyền đến, ngay sau đó, một cái tát cách không gian giáng vào mặt Vương Vũ. Sau một âm thanh vô cùng giòn vang, Vương Vũ bị đánh ngã nhào xuống đất. Sức chiến đấu của Vương Vũ không tệ, ngay cả cao thủ đế cảnh cấp 1 cũng có thể bị hắn giết chết trong vòng 3 chiêu, thế nhưng cái tát này, hắn ta vẫn bị đánh rất mạnh. Nó đủ để cho thấy thực lực của người ra tay. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bước đi về phía đại sảnh. Quản lý Lữ vội vàng chắp tay chào người đàn ông trung niên, chào thiếu chủ. Mặc dù danh tiếng của thiếu chủ Ngọc Phụng Lâu kém xa Đào Khiêm, nhưng thực lực lại đủ để nghiền nát Vương Vũ. Dù sao ông ta cũng là một vị cao thủ đế cảnh cấp 2. Vừa ra tay đã ra oai phủ đầu Vương Vũ trước mặt mọi người, cho dù trong lòng Vương Vũ không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể ôm hận nhẫn nhịn. Ngọc Phụng Lâu là nơi mà cậu có thể tùy tiện dở thói ngang ngược sao? Cậu cũng quá coi thường Ngọc Phụng Lâu rồi đấy, đừng nói cậu chỉ là một người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi, cho dù cậu có là cung chủ của Thiên Cung Bắc Cực cũng phải tuân thủ quy tắc của Ngọc Phụng Lâu. Người đàn ông trung niên nhìn Vương Vũ với ánh mắt lạnh lùng, nói, đánh cược luôn là do hai bên tự nguyện đặt cửa, bằng lòng cược thì phải chịu thừa nhận thất bại. Nếu đã thua rồi thì phải gánh vác hậu quả, chẳng lẽ quy tắc trên bàn cược, còn phải cần tôi dạy lại cho cậu một lượt sao? Những lời này vừa được nói ra, Vương Vũ hoàn toàn choáng váng, không chỉ bảo thuật truyền thế của Mạnh Phi Vũ không còn nữa, mà cái tát này cũng bị đánh uổng phí rồi. Chỉ là, Vương Vũ vẫn không cam lòng, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương với ánh mắt hung ác. Mặc dù trước mặt người đàn ông trung niên, hắn ta không dám nói lời uy hiếp, thế nhưng, sát khí trong ánh mắt đã 2 năm rõ 10 rồi. Giờ phút này, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống 10 mấy độ, mây đen dày đặc trên bầu trời, sát khí cuồn cuộn ngút trời. Cùng lúc đó, bên ngoài có một luồng khí tức mạnh mẽ đang lao nhanh về phía Ngọc Phụng Lâu. Lập tức, hàng trăm đường khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện trên bầu trời trên đỉnh Ngọc Phụng Lâu, giống như một đội quân ngang trời chém đến. Ngay cả trong không khí cũng dày đặc luồng khí tanh mùi máu, dường như có một luồng khí tức mạnh mẽ đến từ thời viễn cổ. Đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Phụng Lâu từ phía xa. Cùng với tiếng đọc sách vang dội khắp đất trời, mọi người không khỏi nhao nhao ngước đầu lên nhìn. Đây là người của nhà họ Mạnh, Mạnh Phi Vũ đích thân đến rồi ư. Vào lúc này, cả thành Thiên Đô đều bị kinh động. Mạnh Phi Vũ không chỉ là hư danh, mà là truyền nhân của nhà họ Mạnh. Hơn nữa, mối quan hệ giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Khổng không phải tầm thường. Ở thành Thiên Đô, Mạnh Phi Vũ lại càng có địa vị cực cao. Ngay cả những nhà lãnh đạo cấp cao của các thế lực lớn thông thường, khi gặp hắn cũng đều phải quỳ bái. Mà lúc này, một đám mây sắc bay tới gần bầu trời phía trên Ngọc Phụng Lâu, trên đầu mây là một nam thanh niên đứng vững chãi. Vẻ mặt của người đàn ông cực kỳ lạnh lùng, phong thái ngạo nghễ, giống như một pho tượng điêu khắc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống Ngọc Phụng Lâu phía dưới. Lúc này, hắn ta như có thiên uy. Tóc đen trên đầu phấp phới, bên cạnh hắn có mấy con rồng nhỏ đang bay lượn quanh quần, một đường ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, bao phủ lấy toàn bộ Ngọc Phụng Lâu trong đó. Giờ phút này, Mạnh Phi Vũ giống như một vị thần tiên giáng thế, vô cùng uy nghiêm. Chỉ là Mạnh Phi Vũ vừa xuất hiện, trong Ngọc Phụng Lâu lập tức truyền ra một giọng nói lạnh lùng, cậu chủ Mạnh, cậu đến đây với thiên uy là muốn tranh cao thấp với Ngọc Phụng Lâu có phải không? Ông đào nặng lời rồi. Tôi đâu dám tranh đua với Ngọc Phụng Lâu. Chỉ có điều, bảo vật của gia tộc tôi bị trộm cướp mất, vừa mới tra được, thì ra là bị trộm đến Ngọc Phụng Lâu. Vì vậy tôi mới đích thân tới đây để lùng bắt tên trộm. Hy vọng ông Đào có thể tạo điều kiện thuận lợi để tôi đưa tên trộm đi. Mạnh Phi Vũ uy thế vô song, nếu đổi lại là người khác có lẽ đã thực sự bị hắn dọa sợ, cộng thêm gia thế nhà họ Mạnh, Đào Khiêm quả thật cũng phải nể mặt hắn ta mấy phần. Nhưng đáng tiếc, người mà hắn ta muốn bắt là Tiêu Chính Văn, cho dù Đào Khiêm liều cả tính mạng cũng không thể để hắn ta đưa Tiêu Chính Văn đi. Đó chính là nhân vật mà Thanh Liên đã đặc biệt dặn dò, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ an toàn. Tạo điều kiện cho cậu nghĩ Ngọc Phụng Lâu là nơi nào?
ai cũng có thể đến Ngọc Phụng Lâu xin tạo điều kiện sao? Bảo chú của cậu đích thân đến đi. Lời này của Đào Khiêm vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt của Mạnh Phi Vũ lập tức trở nên khó coi. Ông Đào, thứ tôi mất là bảo thuật truyền thế thiên địa luân hồi của nhà họ Mạnh, hay còn gọi là thiên đạo luân hồi trận. Việc này không chỉ liên quan đến một mình tôi mà liên quan đến cả nhà họ Mạnh, tôi đích thân đến đây xin, chắc không quá bổn phận chứ. Thực ra Mạnh Phi Vũ luôn ở trong quán trà đối diện Ngọc Phụng Lâu quan sát diễn biến, ngay từ lúc đầu, hắn cũng giống như Vương Vũ, ngồi đợi xem trò cười của Tiêu Chính Văn. Nhưng quỹ đạo phát triển của cả sự việc nhanh chóng trở nên khác hoàn toàn với dự liệu của hắn ta, mãi đến sau đó, con trai của Đào Khiêm đích thân xuất hiện, còn tát cho Vương Vũ một cái trước mặt mọi người. Xem đến đây, Mạnh Phi Vũ đã hiểu ra hắn và Vương Vũ đều đã mắc bẫy của người khác, nhưng sự việc liên quan đến bảo thuật gia truyền của nhà họ Mạnh, sao hắn ta có thể ngồi xem mà không quan tâm chứ? Cho dù là không quan tâm đến mặt mũi cũng phải cướp thiên địa luân hồi trận về. Ý của cậu là người của Ngọc Phụng Lâu tôi đã lấy cắp bảo thuật của nhà họ Mạnh. Đào Khiêm lạnh lùng chất vấn. Đương nhiên là không có khả năng đó, có điều, tôi chỉ lo lắng rằng có thể có ai đó trong Ngọc Phụng Lâu tham dự vào chuyện này, nếu không, bảo thuật nhà họ Mạnh tôi sao lại xuất hiện ở Ngọc Phụng Lâu chứ? Mạnh Phi Vũ lại nói. Hừ, già mồm át lẽ phải. Cậu đi đi, Đào Khiêm không chút khách khí, nói. Mạnh Phi Vũ hoàn toàn không ngờ rằng thái độ của Ngọc Phụng Lâu lại cứng rắn đến vậy, thậm chí còn không ngại đắc tội với nhà họ Mạnh. Ông Đào, tôi nghĩ ông nên biết rằng đây là cút. Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai, khí tức của Đào Khiêm lập tức bạo phát, một đường sáng trắng đáng sợ bốc lên từ đỉnh lầu của lầu cao nhất của Ngọc Phụng Lâu, bay thẳng lên trời. Ngay cả toàn bộ thành Thiên Đô cũng đều bị đường sáng kia chiếu rọi. Mạnh Phi Vũ sững sờ một lúc. Sau đó nhìn mấy người Tiêu Chính Văn với ánh mắt u ám, không còn che giấu nỗi căm hận và sát khí nơi đáy mắt. Cho dù đắc tội với Đào Khiêm, cũng nhất định phải dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Ngay khi sát khí trong mắt hắn ta lóe qua, một đường khí tức kinh khủng đã ngưng tụ bên cạnh, đột nhiên một âm thanh lạnh lùng từ trên bầu trời truyền đến. Còn chưa cút à, âm thanh này như tiếng sấm trên 9 tầng mây vang vọng trong không trung, ngay cả Mạnh Phi Vũ cũng không khỏi chấn động. Sau đó nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ vô cùng không cam lòng. Đồ vật của nhà họ Mạnh tôi, anh có mạng lấy, chỉ sợ không có mạng để dùng. Mạnh Phi Vũ quăng lại một câu dữ tợn rồi xoay người rời đi. Tiêu Chính Văn chỉ liếc nhìn Mạnh Phi Vũ, căn bản không thèm để ý đến hắn, theo như Tiêu Chính Văn thấy, Mạnh Phi Vũ căn bản không đáng để lo ngại. Một đệ tử thế gia quá tự phụ sẽ luôn bại dưới sự khinh địch và tự đại. Mạnh Phi Vũ hiển nhiên là một trong số đó. Giờ phút này, Vương Vũ cũng lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nỗi căm hận cùng sát khí trong mắt đã không thể tăng thêm được nữa. Chịu thiệt là phúc, chỉ có chịu thiệt mới có thể bớt đi đường vòng. Tiêu Chính Văn đưa trận phổ cho Lý Tử Dương, vỗ nhẹ vào vai Vương Vũ, nói. Anh Vương, giận quá hại mình, phong độ, phải chú ý đến phong độ. Lý Tử Dương cầm hộp gỗ trong tay, lắc lắc với Vương Vũ. Trên mặt đầy gió xuân, nói. Hành động của Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương đã hoàn toàn chọc giận Vương Vũ. Hắn ta là đệ nhất thiên tài của thành Thiên Đô, hơn nữa đã được Thiên Cung Bắc Cực chỉ định làm người kế nhiệm. Không tính những thứ này, bản thân Vương Vũ cũng được coi là nhân tài trời chọn, còn trẻ mà đã có được một chút khí tức của rồng. Nhưng hôm nay lại bị mất mặt trước mọi người. Vương Vũ sao có thể chịu đựng được? Lúc này, sắc mặt của hắn ta đã u ám đến mức sắp nhỏ ra nước. Các ngươi thật thủ đoạn, Vương Vũ nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ này. Có qua có lại thôi mà, anh làm một thì phải cho phép người khác làm 10 chứ. Tiêu Chính Văn thản nhiên đáp lại một câu. Hừ, anh đừng hòng ở lại Thiên Cung Bắc Cực được nữa. Vương Vũ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, thấp giọng gầm lên một tiếng. Hắn đã nhận được tin tức rằng sau đêm nay, hắn sẽ có được cực phẩm linh đan của Thiên Cung Bắc Cực, trở thành đệ nhất thế hệ trẻ tuổi thực thụ của thành Thiên Đô. Hơn nữa, hôm nay hắn ta đã giết chết cao thủ đế cảnh trước mặt mọi người, việc này đã đủ để khiến hắn ta thành danh, mà ngày mai hắn sẽ làm chấn động từ cổ chí kim, thậm chí chấn động cả vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ cần mọi thứ suôn sẻ, khi hắn ta công thành danh toại sẽ là ngày xui xẻo của Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương. Lúc Vương Vũ mang theo nỗi căm hận trở về Thiên Cung Bắc Cực, một ông lão đã đợi sẵn ở cửa.
ông lão này cũng là một trong những trưởng lão của Thiên Cung Bắc Cực, nhưng ngoài mái tóc bạc trắng ra, thì khí tức trên người ông ta không khác gì một thanh niên trẻ tuổi. Trưởng lão Trần, Vương Vũ nhìn thấy ông lão liền vội vàng chắp tay cúi chào. Trần Thiên Cổ là một trong bốn trưởng lão của Thiên Cung Bắc Cực, địa vị vô cùng tôn quý, chỉ đứng sau ông lão Thiên Tinh người quản lý phụ trách chi nhánh thành Thiên Đô của Thiên Cung Bắc Cực. Ông Thiên Tinh đang đợi cậu, đi theo tôi. Trần Thiên Cổ liếc nhìn Vương Vũ, ông lão Thiên Tinh thực ra là người nắm quyền của Thiên Cung Bắc Cực, ngay cả cung chủ của Thiên Cung Bắc Cực cũng phải nể phục ông ta vài phần. Vương Vũ là nhân tài do thích thân Trần Thiên Cổ lựa chọn, nếu không phải vì quy tắc của Thiên Cung Bắc Cực và thân phận của ông ta quá cao thì ông ta đã nhận Vương Vũ là đệ tử thân truyền từ lâu rồi. Trưởng lão, không biết tiền bối Thiên Tinh triệu kiến tôi là vì chuyện gì, Vương Vũ nghi ngờ hỏi. Thực ra chúng tôi đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay rồi. Nhưng cậu không cần lo, cậu vẫn còn trẻ, ở độ tuổi của cậu mà có được thành tích như ngày hôm nay, cũng đủ để chứng minh con mắt nhìn người của mấy ông già chúng tôi không sai. Hơn nữa, sau này, chi nhánh ở thành Thiên Đô sẽ do cậu tiếp quản. Cậu cũng đã sở hữu khí tức của rồng, con đường sau này của cậu là vô hạn. Thiên Cung Bắc Cực, tương lai vẫn phải trông cậy vào những thanh niên trẻ tuổi như các cậu, để tranh đua với các thế lực khác. Còn trẻ, chịu thất bại cũng là chuyện tốt, cũng coi như là một kiểu rèn luyện cho cậu. Cậu yên tâm, không chỉ mình cậu không thích Tiêu Chính Văn, mà chúng tôi đều có thành kiến với cậu ta. Nếu cậu có cách gì trừng trị cậu ta thì có thể làm thoải mái, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu. Trần Thiên Cổ nói thẳng. Lời này của ông ta không chỉ thể hiện quan điểm của bản thân mà còn là lý kiến của mấy lãnh đạo cấp cao trong Thiên Cung Bắc Cực. Vương Vũ nghe vậy, vô cùng phấn khích. Mặc dù Trần Thiên Cổ không phải là người đứng đầu Thiên Cung Bắc Cực, nhưng địa vị cũng chỉ đứng sau ông lão Thiên Tinh. Chỉ cần ông ta mở miệng thì Vương Vũ sẽ có chỗ dựa vững chắc. Quan trọng hơn là Trần Thiên Cổ đã nói rõ ý của ông ra rằng muốn giao chi nhánh ở thành Thiên Đô cho Vương Vũ tiếp quản, khiến Vương Vũ vô cùng an tâm. Đi thôi, Trần Thiên Cổ nói xong liền đưa Vương Vũ đến một khoảng sân nhỏ ở ngọn núi phía sau Thiên Cung Bắc Cực ở một diễn biến khác, trong nhà cổ của nhà họ Mạnh, Mạnh Phi Vũ cũng bước vào mật thất, thấy có một chiếc ghế gỗ đàn hương, trên ghế có một người đang ngồi. Người này quay lưng về hướng cửa, toàn bộ khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối. Ở thành Thiên Đô, người này chỉ đứng sau Thanh Liên, thậm chí thực lực còn gần bằng đế quân Mạnh Hồng Nho. Ông ta cũng là một trong những người túc trực ở thành Thiên Đô của nhà họ Mạnh. Sở dĩ cả Mạnh Phi Vũ và nhà họ Mạnh có sức ảnh hưởng lớn như vậy đều là vì sự tồn tại của người này. Chú, lúc nãy ở Ngọc Phúng Lâu, tại sao chú lại ngăn cháu giết Tiêu Chính Văn? Mạnh Phi Vũ nhìn Mạnh Hồng Nho đang quay lưng về phía mình, hỏi. Cháu thật hồ đồ, thành Thiên Đô đang rối loạn, ngay cả một cơn sóng nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến thế lực các bên. Lẽ nào cháu muốn nhà họ Mạnh trở thành trung tâm của sóng gió sao? Mạnh Hồng Nho lạnh lùng nói. Mạnh Phi Vũ cũng sợ hãi toát mồ hôi hột trước khí chất uy nghiêm của ông ta. Một lúc lâu sau, Mạnh Phi Vũ mới miễn cưỡng nói chú, tên họ Tiêu kia hợp tác với Ngọc Phúng Lâu, lừa mất bảo thuật truyền thế của nhà họ Mạnh chúng ta rồi. Cháu đứng ra xử lý, bọn họ lại dám bảo vệ Tiêu Chính Văn, theo cháu thấy, cả Ngọc Phúng Lâu cũng nên, cũng cái gì. Cháu huy động nhiều người như vậy, hơn nữa còn gọi cả huyết tộc đến giúp đỡ, cháu muốn làm gì? Muốn lật đổ thành chủ thành Thiên Đô sao? Hay là muốn dẫn đầu đại quân huyết tộc, tẩy sạch thành Thiên Đô? Mạnh Hồng Nho lạnh lùng cắt ngang. Nhà họ Mạnh đã hợp tác với huyết tộc từ lâu, nhưng chuyện này chỉ là bí mật. Bao nhiêu năm qua, nhìn từ bên ngoài, nhà họ Mạnh không hề có qua lại gì với huyết tộc. Vậy mà hôm nay, Mạnh Phi Vũ không chỉ gọi huyết tộc đến trợ giúp, còn lớn giọng bao vây cả Ngọc Phúng Lâu, may là bị Mạnh Hồng Nho ngăn lại, nếu không, nhà họ Mạnh sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận khi cuộc chiến nổ ra. Các thế lực ở thành Thiên Đô luôn kính trọng nhà họ Mạnh, không phải vì uy danh, mà là vì sự hiền đức. Một khi lớp ngụy trang này bị xé bỏ, lộ ra bộ mặt thật của nhà họ Mạnh, thì không chỉ Thanh Liên, thành chủ thành Thiên Đô, sẽ không khoan nhượng với nhà họ Mạnh. Mà ngay cả các thế lực khác nhau ở thành Thiên Đô cũng sẽ không dung thứ cho nhà họ Mạnh. Chú, cho dù người của huyết tộc ra tay thì cũng sẽ không quá lộ liễu. Hơn nữa, huyết tộc đã tấn công thành Thiên Đô không chỉ một hai lần, bọn họ lấy gì để chứng minh nhà họ Mạnh chúng ta có liên quan đến huyết tộc chứ? Mạnh Phi Vũ phản bác,
Vớ vẩn, cháu vừa gây chuyện với Ngọc Phụng Lâu, huyết tộc liền lao vào chém giết, cháu coi người của Ngọc Phụng Lâu và thế lực các bên là kẻ ngốc sao. Hơn nữa, cháu đừng quên, cả đông vực này đều có thù với huyết tộc, chuyện huyết tộc đến giới thế tục tìm di tích long tộc cũng đã khiến dư luận phẫn nộ. Một khi quan hệ giữa nhà họ Mạnh và huyết tộc bị bại lộ, đừng nói là thành Thiên Đô, mà cả đông vực này sẽ không còn chỗ dung thân cho chúng ta. Người khác không biết, lẽ nào cháu còn không biết tại sao người nhà họ Mạnh chúng ta lại đột nhiên biến mất? Bọn họ đều vì tu luyện công pháp của huyết tộc, huyết khí quá nặng, một khi có người phát hiện ra nhà họ Mạnh chúng ta liên thủ với huyết tộc thì ngay cả nhà họ Khổng cũng sẽ không tha cho chúng ta. Đến lúc đó, cháu sẽ là tội phạm muôn đời của nhà họ Mạnh. Mạnh Hồng Nho quay lại lạnh lùng nhìn Mạnh Phi Vũ. Sở dĩ, nhà họ Mạnh dốc sức bồi dưỡng hắn là để thu hút sự chú ý của tất cả các bên, chứ không phải để hắn gây rắc rối cho nhà họ Mạnh. Một khi hành động của hắn làm ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của nhà họ Mạnh thì cho dù hắn được Mạnh Hồng Nho bồi dưỡng bao năm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy Mạnh Hồng Nho đang nhìn mình với ánh mắt dữ tợn, biểu cảm của Mạnh Phi Vũ cũng đột ngột thay đổi. Trước khi có được vận khí của Thành Thiên Đô, chúng ta không thể lật mặt với thành chủ Thành Thiên Đô được. Mối quan hệ giữa nhà họ Mạnh của chúng ta và thành chủ Thành Thiên Đô vô cùng tế nhị. Một chút bất cẩn cũng sẽ thu hút sự chú ý của Thanh Liên. Thời điểm này nhất định phải nhẫn nhịn, nếu phá hỏng đại sự của chú, chắc cháu cũng biết hậu quả thế nào rồi đấy. Lời nói của Mạnh Hồng Nho không đem theo chút tình cảm nào. Thay vì nói Mạnh Phi Vũ là cháu trai của mình, ông ta lại nói Mạnh Phi Vũ là nỗi sỉ nhục của nhà họ Mạnh, nếu không phải ông ta thấy Mạnh Phi Vũ còn giá trị lợi dụng thì ông ta đã dìm chết mẹ con Mạnh Phi Vũ xuống đáy biển từ lâu rồi. Chú, nghe vậy, Mạnh Phi Vũ quỳ rạp xuống đất, gật đầu lia lịa, cháu biết sai rồi, xin chú hãy tha cho cháu lần này. Hừ, chú đã nói biết bao nhiêu lần rồi, phía sau Ngọc Phụng Lâu là Thanh Liên. Cháu còn dám đến Ngọc Phụng Lâu gây chuyện. Có phải cháu đã quên gia pháp của nhà họ Mạnh rồi không? Mạnh Hồng Nho nói xong, liền ném một con dao xuống trước mặt Mạnh Phi Vũ. Cháu lớn rồi, đã làm thì phải chịu, tự ra tay đi. Nghe vậy, cơ thể Mạnh Phi Vũ khẽ run lên. Hai tay run rẩy nắm lấy con dao trên mặt đất, vén áo sơ mi lên, đâm mạnh vào dưới xương sườn trái. Mãi cho đến khi một mảng thịt lớn dưới xương sườn bị cắt đứt, Mạnh Phi Vũ mới lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói, cháu biết rồi, cháu sai rồi. Cút đi, Mạnh Hồng Nho liếc nhìn miếng thịt trên mặt đất rồi nhìn Mạnh Phi Vũ. Lúc này, Mạnh Phi Vũ mới đứng lên, cắn răng đẩy cửa ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, đây là cách duy nhất Mạnh Hồng Nho dùng để trừng phạt hắn, vì vậy Mạnh Phi Vũ không bao giờ tắm chung với bất kỳ ai, bởi vì những vết sẹo trên cơ thể hắn là nỗi đau không bao giờ xóa được trong đời. Mặt khác, Vương Vũ cũng đã đến mảnh sân nhỏ sau núi Thiên Cung Bắc Cực, đẩy cánh cửa gỗ. Tiến vào mật thất. Lúc này, một ông lão râu tóc bạc trắng đang ngồi trên ghế trúc, uống trà. Vương Vũ tham kiến tiền bối Thiên Tinh, Vương Vũ nhìn thấy ông lão, vội vàng chắp tay cúi chào. Ngồi đi, Thiên Tinh chỉ vào ghế đối diện, ôn hòa nói. Cảm ơn tiền bối, mỗi lần gặp Thiên Tinh, Vương Vũ đều sẽ có cảm giác thân thuộc khó tả. Vì vậy hắn mới trung thành với Thiên Cung Bắc Cực. Chuyện ngày hôm nay, tôi đã thương lượng với nhà họ Mạnh rồi, nhà họ Mạnh sẽ không gây phiền phức cho chúng ta. Ngày mai tôi sẽ thông báo với mọi người rằng cậu sẽ phụ trách chi nhánh ở thành Thiên Đô của Thiên Cung Bắc Cực. Nghe Thiên Tinh nói vậy, ánh mắt Vương Vũ đột nhiên sáng lên, vội vàng quỳ gối trước mặt Thiên Tinh, tôi nào dám nhận trọng trách quan trọng như vậy. Mặc dù hắn nói vậy, nhưng trong lòng đã phấn khích đến mức không chịu nổi. Thiên Tinh liếc nhìn Vương Vũ, khẽ cười nói, đứng dậy đi, tương lai của Thiên Cung Bắc Cực vẫn phải dựa vào lớp thanh niên mấy người. Vương Vũ hết sức kích động đứng dậy, trước lúc này hắn đã hay tin rồi, thế nhưng khi chính miệng Thiên Tinh nói với hắn rằng hắn sắp sửa trở thành người quản lý một bộ phận của thành Thiên Đô thì vẫn khó tránh khỏi cảm giác kích động. Mặc dù thiên tài trong lớp thanh niên nhiều vô số kể, thế nhưng ai có thể giống như hắn, chưa đầy 30 tuổi đã trở thành người lãnh đạo một phương. Chỉ dựa vào điểm này thôi thì hắn đã vượt qua rất nhiều người trong lớp thanh niên rồi, thậm chí lúc này hắn còn cảm thấy bản thân đủ để sánh vai với Mạnh Phi Vũ. Mặc dù Thiên Cung Bắc Cực vẫn luôn nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Khổng, trong mắt người ngoài Thiên Cung Bắc Cực chính là tay sai của nhà họ Khổng, thế nhưng sự thực lại không phải như thế.
đây chỉ có thể nói là một loại đạo sinh tồn của Thiên Cung Bắc Cực mà thôi. Nếu đã như vậy, thân là người nắm quyền quản lý một phương, hắn vẫn có thể đứng từ trên cao liếc nhìn xuống cả vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, sau khi sở hữu nguồn tài nguyên tuyệt đối của Thiên Cung Bắc Cực, tiền đồ của hắn sẽ càng trở nên rộng mở. Những thứ mà người khác chỉ có thể thèm khát chứ chẳng thể chạm tới như quyền thế, nữ nhân, tiền tài, tài nguyên, hắn đều có được dễ như trở bàn tay. Chỉ riêng số trận pháp thượng cổ mà Thiên Cung Bắc Cực cất giấu cũng đủ để hắn bước lên hàng tuyệt đỉnh và coi thường chúng sinh rồi. Ngồi đi, Thiên Tinh chỉ vào cái ghế phía đối diện, trầm giọng nói, hôm nay tôi muốn gặp cậu là muốn nói cho cậu biết một chuyện, dù là lúc nào hay ở đâu, làm người đều phải thẳng thắn vô tư, càng không được vì chuyện tư mà ảnh hưởng tới chuyện công. Thể diện của một người không phải là tỏ ra ngạo mạn trước mặt mọi người mà là phải khiến cho người ta tôn trọng cậu từ trong sâu thẳm nội tâm. Trước đây, trong Thiên Cung Bắc Cực cũng có mấy thiên tài có tư chất còn xuất sắc hơn cậu, thế nhưng bọn họ đều quá yêu cái thể diện của bản thân mình. Kết quả, mặc dù ai trong số họ cũng đều là rồng là phượng, thế nhưng kết cục lại quá đỗi bi thảm. Nếu như bọn họ có thể nhẫn nại được một lúc thì có lẽ hôm nay đã trở thành nhân vật lớn một phương từ lâu rồi. Dù là vì phụ nữ hay là vì thứ gọi là thể diện thì đều không đáng để vứt bỏ tiền đồ cả đời người. Tôi nói với cậu những điều này là vì hy vọng cậu có thể lấy đó làm bài học, đừng có mà đi sai đường. Nếu không, một bước đi sai thì sẽ dẫn tới rất nhiều bước đi sai, đợi tới khi cậu ngộ ra thì đã kề cạnh với vực sâu, chẳng thể quay đầu lại được nữa, Thiên Tinh thất vọng lên tiếng. Thật ra ông ta phải nói ra những điều này chính là để khuyên răn Vương Vũ, có một số người hắn căn bản chẳng thể động vào, nếu không thì kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Thế nhưng ông ta lại không thể nói toạc ra cái tên Tiêu Chính Văn, dẫu sao thì Thanh Liên cũng từng đích thân căn dặn bắt buộc phải giữ bí mật. Đồng thời, đây cũng là một loại khảo nghiệm đối với Vương Vũ, chỉ cần hắn có thể buông bỏ ân oán trước kia, vậy thì tất cả đều sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Vâng, vãn bối nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của tiền bối, Vương Vũ gật đầu lia lịa nói. Ừ, cậu có thể ghi nhớ là tốt nhất rồi, tuyệt đối đừng để cho tôi phải thất vọng. Thiên Tinh liếc nhìn Vương Vũ phía đối diện, nói đầy ẩn ý. Vâng, vãn bối nhất định không phụ sự kỳ vọng, Vương Vũ giờ chỉ nghĩ tới chuyện làm sao có thể khiến cho mấy người Tiêu Chính Văn phải quỳ xuống trước mặt mình để mình được thỏa thuê sỉ nhục họ một phen. Đâu còn nghe lọt tai những lời này của Thiên Tinh nữa. Lúc này, hắn đang kích động tới độ hai tay không ngừng run lên, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn quỳ xuống trước mặt mình, để cho hắn tùy ý tát lên mặt rồi vậy. Tôi nghe nói cậu định đột phá vào ngày mai, Thiên Tinh quay đầu nhìn về phía Vương Vũ hỏi. Không sai, vãn bối đang có ý định này, hơn nữa tôi đã chuẩn bị gần 30 năm, lần này nhất định có thể đột phá lên được đế cảnh. Nếu như không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì có thể hoàn thành đột phá trong vòng một tiếng đồng hồ, tới lúc đó, vẫn mong tiền bối có thể hộ pháp cho vãn bối, Vương Vũ nói rồi chắp tay vái lại Thiên Tinh. Ừ, cũng được. Ngày mai cậu chỉ việc yên tâm đột phá, tôi đương nhiên sẽ hộ pháp cho cậu, cậu có thể đột phá tới đế cảnh trong ngày mai cũng có thể củng cố hơn cho uy danh của Thiên Cung Bắc Cực. Nói xong, Thiên Tinh nhìn Vương Vũ bằng ánh mắt khen ngợi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tử Dương tới phòng Tiêu Chính Văn từ rất sớm, còn chuẩn bị sẵn nước rửa mặt cho Tiêu Chính Văn, hơn nữa cũng lo liệu bữa sáng đâu ra đó. Thông qua sự việc ngày hôm qua, Lý Tử Dương đã hiểu ra được một chuyện. Bên trong thành Thiên Đô này, Tiêu Chính Văn chính là chỗ dựa vững chắc nhất của anh ta, dù thế nào cũng phải bám thật chắc. Anh Tiêu ơi, Lý Tử Dương đi tới trước giường của Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng gọi vài câu. Anh Lý, Tiêu Chính Văn thật ra vẫn chưa ngủ, cả đêm qua anh đều đang lĩnh hội thiên đạo. Anh Tiêu, ra rửa mặt trước đi đã, bên ngoài cửa có hai cao thủ đế cảnh đang đợi để được gặp anh. Lý Tử Dương vừa nói vừa bưng thau nước rửa mặt tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Mặc dù đó là hai cao thủ đế cảnh, thế nhưng biểu cảm lại hết sức cung kính, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, đứng trước cửa ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Dù là Thiên Cung Bắc Cực cũng tuyệt đối không thể khắt khe với hai cao thủ đế cảnh như vậy, nói thế nào thì đó cũng là cao thủ đế cảnh, dù tới Thiên Cung Bắc Cực làm khách thì cũng phải đón tiếp nhiệt tình. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là hai người họ lại chỉ đích danh muốn gặp Tiêu Chính Văn, còn đặc biệt dùng tôn xưng, nói xin được gặp cậu Tiêu, điều này khiến cho Lý Tử Dương lại thêm kinh hãi về bối cảnh và thực lực của Tiêu Chính Văn.
Xin gặp tôi, Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhận lấy khăn mặt rồi đặt sang một bên. Bọn họ nói là bạn của anh, Lý Tử Dương nói với vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ. Với bối cảnh của nhà họ Lý hoàn toàn chẳng thể kết giao được với cao thủ đế cảnh, mà Tiêu Chính Văn thì hay rồi, vừa đó đã kết giao được với tận hai người. Ồ, được rồi, anh đi nói với bọn họ tôi tạm thời không rảnh, lúc nào có thời gian thì sẽ tới gặp bọn họ, Tiêu Chính Văn thẳng thừng xua tay nói với Lý Tử Dương. Anh Tiêu, đó là cao thủ đế cảnh đấy, bạc đãi như vậy e rằng không được thích hợp cho lắm nhỉ, Lý Tử Dương nói với vẻ khó xử. Mặc dù Thành Thiên Đô là thủ đô thứ hai của Đông Vực, địa vị của cao thủ đế cảnh cũng không cao lắm, thậm chí đại đế cũng không phải chỉ có một người, thế nhưng vấn đề đó là cao thủ đế cảnh đấy. Để mặc hai cao thủ đại đế đợi ngoài cửa, điều này ít nhiều cũng có ý sỉ nhục người ta. Cứ làm theo tôi nói, Tiêu Chính Văn bình thản lên tiếng. Lý Tử Dương khó xử chậc lưỡi, nói, hay là, tôi bảo người mang ít đồ ăn sáng tới cho bọn họ, dù gì mới sáng sớm, để bọn họ đói đi, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Lý Tử Dương bất lực liếc nhìn Tiêu Chính Văn, chỉ đành làm theo lời anh nói và chạy ra ngoài thông báo. Hai vị, anh Tiêu có lời, anh ấy tạm thời không rảnh, lúc nào có thời gian thì sẽ tới gặp mọi người, Lý Tử Dương đi tới trước cửa lớn, rồi lên tiếng. Chuyện này, được. Chúng tôi sẽ đợi ở đây, làm phiền anh bạn rồi, Khổng Thế Phương vội vàng giữ Tư Mã Huy đang chuẩn bị nổi giận, cười đon đả nói với Lý Tử Dương. Sau khi Lý Tử Dương đi, cả gương mặt của Khổng Thế Phương đều trở nên xanh mét, đôi mắt Tư Mã Huy ngập tràn vẻ hung hãn. Thằng danh Tiêu Chính Văn này rõ ràng đang ức hiếp người quá đáng, Tư Mã Huy nghiến răng gầm lên. Hừ, mối thù ngày hôm nay ắt sẽ có ngày tôi báo được, Khổng Thế Phương tức tới độ ngay cả nói chuyện cũng thở hồng hộc. Hai người bọn họ đã đuổi theo Tiêu Chính Văn cả một chặng đường, nói là cách xa muôn sông nghìn núi cũng không có quá lời. Lúc bắt đầu thì đuổi tới thành Đại Phong, thế nhưng tới thành Đại Phong rồi mới biết Tiêu Chính Văn đã rời khỏi thành Đại Phong để tới thành Thiên Đô từ lâu rồi. Hai người lại đuổi tới thành Thiên Đô, sau một hồi thăm dò, cuối cùng mới tìm được Thiên Cung Bắc Cực. Mà hiện giờ lại bị Tiêu Chính Văn phớt lờ bên ngoài cửa. Nếu như không phải người của nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đều bị nhốt trên núi Thái Thương thì hai người bọn họ đã ra tay từ lâu. Dù là ở thành Thiên Đô thì nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã cũng có chút địa vị, và lại, Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy cũng đều là những kẻ có máu mặt bên trong gia tộc của mình, dù bọn họ có xông vào trong Thiên Cung Bắc Cực thì cũng chẳng có ai dám nói nửa chữ. Thế nhưng mấy người bọn họ đứng ở bên ngoài thế này, nếu như bị mấy người quen biết trông thấy thì e rằng sau này sẽ chẳng còn mặt mũi gì để đi gặp người khác nữa. Đúng vào lúc này, một người đàn ông trung niên vừa khéo đi qua, quay đầu lại thấy Khổng Thế Phương đứng trước cửa thì vội vàng tiến lên trước chào hỏi, tiền bối Phương, sao ông lại tới đây? Mời vào trong, lãnh đạo cấp cao của Thiên Cung Bắc Cực đều sẽ niềm nở đón tiếp người nhà họ Khổng, huống hồ là một đệ tử bình thường của Thiên Cung Bắc Cực. Chỉ là sắc mặt của Khổng Thế Phương lại khó coi tới cực điểm, đúng là sợ cái gì thì tới cái đó, đang lo lắng bị người quen nhận ra, kết quả lại có đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực tới chào hỏi. Tư Mã Huy vội vàng quay người lại, quay lưng về phía cửa, sợ rằng bản thân cũng bị người khác nhận ra thì sẽ mất hết thể diện. Lúc này, Lý Tử Dương vội vàng trở lại trong phòng, thấy Tiêu Chính Văn đã rửa mặt xong xuôi, đang ăn sáng thì vội vàng tiến lên trước nói, anh Tiêu. Đại sự không ổn rồi. Xảy ra chuyện gì rồi, Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn về phía Lý Tử Dương. Tôi nghe người ta nói Thiên Tinh đã tuyên bố cho Vương Vũ quản lý một bộ phận của thành Thiên Đô rồi. Hiện tại, rất đông đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực đang tới đó để chúc mừng. Lý Tử Dương nói rồi kéo Tiêu Chính Văn đi ra bên ngoài. Ngày hôm trước hai người họ vừa đắc tội với Vương Vũ, kết quả hôm nay Vương Vũ lại trở thành người quản lý của nơi này. Sao Lý Tử Dương có thể không sợ cơ chứ? Lý Tử Dương chưa kịp kéo Tiêu Chính Văn đi ra khỏi sân, những đám mây âm u dày đặc và sấm sét bỗng thi nhau kéo đến trên bầu trời. Bầu trời vốn dĩ trong xanh đột nhiên nổi gió sấm, mưa nặng hạt khắp trời. Sau đó một con rồng màu tím bay lên trời, giao nhau với gió và sấm chớp đầy trời. Lẽ nào là Vương Vũ đang đột phá? Lúc này gió nổi lên, mây đen kéo đến. Từng đợt sấm sét đánh từ trên trời xuống, cả Thiên Cung Bắc Cực đều bị bao phủ trong sấm sét. Cảnh tượng này lập tức thu hút tất cả người ở Thiên Cung Bắc Cực,
từng dáng người như sấm chớp xuất hiện trên quảng trường Thiên Cung Bắc Cực. Rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn sấm chớp thô to như miệng bát trên bầu trời. Là Vương Vũ, lẽ nào hắn muốn một bước đạt đến cảnh giới đế cảnh? Cường giả đế cảnh chưa đến 300 tuổi. Không chỉ là Thiên Cung Bắc Cực mà ngay cả thế giới bên ngoài cũng đang quan tâm đến chuyện này. Mặc dù đế cảnh không hiếm thấy ở thành Thiên Đô nhưng một người chưa đến 300 tuổi đột phá đế cảnh đã là tin tức lớn chấn động. Trước đó bất kỳ một cao thủ cảnh giới đế cảnh nào, ít nhất cũng đã có đến 500 tuổi, Vương Vũ bước vào hàng cao thủ thật sự trước những người này 200 năm. Điều này sao có thể không khiến mọi người quan tâm đến được? Lúc này không ít các nhân vật cấp thiên ngạo đến tham gia Thánh hội Vạn Tông cũng đều đưa mắt nhìn về hướng Thiên Cung Bắc Cực. Có thể nói với tuổi của Vương Vũ nếu đột phá thành công thì đã trở thành người tài giỏi trong đám người họ rồi. Con cưng của trời trong số hàng ngàn người đáng sợ đến mức nào? Dù là mấy thiên tài tuyệt thế của nhà họ Khổng cũng thua kém Vương Vũ. Lúc này con rồng nhỏ màu tím trên bầu trời cuộn mình trong đám mây, lúc đầu như thể đang tranh đấu với sấm sét. Nhưng sau đó đã hoàn toàn trở nên như đang khuấy động gió mây. Một vầng sáng xuyên qua đám mây đen chiếu xuống mặt đất, cả mặt đất đều phóng ra luồng sáng. Như thể ngay cả U Minh cũng đang đáp lời lại cảnh tượng kinh thiên động địa này. Xem ra người này muốn kết nối trời đất, nói đơn giản là có thể nhờ khí tức của rồng đã là tốt lắm rồi, nhưng hắn lại có thể ngưng tụ khí tức của rồng thành một con rồng con, quả nhiên là tuyệt. Lúc này không ít người đều cảm khái. Có thể ngưng tụ khí tức của rồng chứng tỏ đã được trời đất công nhận, cho dù hắn có thể bước vào đế cảnh hay không thì tương lai của hắn cũng vô lượng. Thiên tài như vậy thế mà lại gia nhập vào Thiên Cung Bắc Cực, đúng là vô lý. Xem ra Thiên Cung Bắc Cực cũng đang bầy bố, loạn thế sắp đến, loạn thế sắp đến. Rất nhiều các thế lực lớn ngoài Thiên Cung Bắc Cực đều cảm thấy lo lắng từ chuyện Vương Vũ đột phá đế cảnh. Quả thật Vương Vũ là thiên tài nhưng bản thân hắn không phải là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực, hôm nay lại đột phá ở Thiên Cung Bắc Cực đủ để chứng minh Vương Vũ đã đầu quân vào Thiên Cung Bắc Cực. Trước đây hễ là thiên tài có khả năng như vậy một là bị tông môn giấu kỹ, hai là sẽ tìm một nơi vắng vẻ không người để đột phá, tuyệt đối không phô trương đột phá trong tông môn của mình. Một mặt là không muốn làm ra vẻ kiêu ngạo gây phiền phức cho tông môn. Mặt khác sự tồn tại dựa vào nhà họ Khổng như Thiên Cung Bắc Cực làm gì cũng kiêu ngạo như thế khó tránh khỏi khiến nhà họ Khổng bất mãn. Lúc này Thiên Cung Bắc Cực lại thong dong để Vương Vũ gây ra động tĩnh lớn như thế vốn dĩ đã phản kháng với nhà họ Khổng trong im lặng. Đúng là có chút tài năng, Tiêu Chính Văn nhìn con rồng nhỏ màu tím trên bầu trời khen ngợi. Chẳng qua mấy tháng trước Tiêu Chính Văn đã có được con rồng nhỏ màu tím giống Vương Vũ rồi. Bây giờ khí tức của rồng của Tiêu Chính Văn đã có thể ngưng tụ thành một con rồng lớn. So sánh ra thì con rồng nhỏ này của Vương Vũ chỉ như một con giun nhỏ không đáng được nhắc đến. Nhưng trong khi không có Thiên Sơn Thư Lục mà có thể ngưng luyện ra khí tức của rồng quả là một việc không dễ dàng gì. Vương Vũ trong không trung, tóc dài bay phấp phới, lao đến chỗ sấm chớp. Đây là uy lực của thiên nhiên, cao thủ dưới đế cảnh không ai có thể chống đỡ được. Dù là cường giả lớn tuổi cũng phải khá thận trọng trước uy lực của thiên nhiên, ngay cả khi không cẩn thận có thể không đơn giản chỉ là đột phá thất bại, thậm chí có thể sẽ biến thành cho bụi trong thiên lôi. Mà Vương Vũ chỉ giơ một tay vẽ ra một đường, sau đó cơ thể con rồng nhỏ màu tím động đậy, phong lôi bị Vương Vũ kéo ra một khoảng cách với bầu trời. Sấm chớp cuồn cuộn đó như một sợi dây bạc bị Vương Vũ nắm trong lòng bàn tay. Lúc này hầu hết người trong thành Thiên Đô đều cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vương Vũ kiêu ngạo vung ra sợi dây màu trắng trong tay, uy lực thiên nhiên đáng sợ bị hắn chơi đùa trong tay. Dù là cường giả lớn tuổi cũng không khỏi ớn lạnh. Lúc này Vương Vũ cũng không thể giữ lại sức mà bùng phát thực lực đáng kinh ngạc của hắn. Hôm nay Vương Vũ tôi phải đánh vỡ sắt thép ngàn năm, đột phá cực hạn của vạn cổ. Vương Vũ lớn tiếng hét lên. Vung sợi dây màu trắng trong tay đánh vào bầu trời. Một tiếng động lớn vang lên, cả không trung đều bị xé ra thành một lỗ hổng dài hàng ngàn mét. Vốn dĩ vẫn còn là bầu trời ban ngày lập tức lộ ra vô số ngôi sao sáng. Như thể một bàn tay vô hình xé toạc bầu trời ra thành một vết nứt để lộ vũ trụ bên ngoài. Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp trời, sau đó vết nứt kia lại rộng ra thêm gấp mấy lần dường như bầu trời sắp bị xé tan.
Đúng lúc này một luồng khí tức đáng sợ đánh tới từ phía đông, mục tiêu chính là Vương Vũ đang đột phá ở giữa không trung. Đây là đại đế ra tay sao? Xem ra có người không muốn nhìn thấy Vương Vũ đột phá thành công. Hừ, kiêu ngạo quá thì phải trả giá thôi. Không ít người đều nhao nhao bàn luận. Mà trong thiên cung Bắc Cực, một luồng khí tức đáng sợ dâng lên bảo vệ bên người Vương Vũ. Ai lại dám phá hỏng quy tắc? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cả bầu trời đều rung chuyển theo. Một phương trời đều chấn động, khí tức khủng khiếp đó cũng lập tức biến mất. Nhưng ngay sau đó một luồng kiếm khí đánh ập đến từ chân trời, mang theo khí tức đáng sợ kèm theo sát khí. Ai, lại thêm giọng hét lên từ thiên cung Bắc Cực khiến kiếm khí đáng sợ đó vỡ ra. Có thể nói đòn tấn công đó đều do đại đế tạo ra, hơn nữa đều là đòn chí mạng cách xa hàng chục ngàn mét. Vương Vũ đột phá không chỉ làm chấn động thành thiên đô mà cũng khiến các thế lực lớn ở đông vực xem nó là một mối đe dọa tiềm ẩn. Lúc này 7 ngôi sao trải khắp trên thiên cung Bắc Cực. 7 ngôi sao Bắc Đẩu vừa xuất hiện, cả thành thiên đô đều chấn động. Lúc này hàng chục ngàn mét thành thiên đô đều được bao phủ trong ánh sáng của 7 ngôi sao Bắc Đẩu. Thiên cung Bắc Cực thế mà lại dùng đến đại trận thất tinh để bảo vệ hắn. Lúc này rất nhiều cao thủ bậc đại đế đều nhìn về phía thành thiên đô. Đại trận thất tinh là căn cơ của thiên cung Bắc Cực. Mỗi một ngôi sao đều chứa uy lực đủ để chấn động một phương trời. Cũng đúng lúc này ông lão thiên tinh cũng xuất hiện trong không trung. Chỉ thấy ông ta lạnh lùng nhìn bốn phía như quân vương giáng trần, ánh mắt nhìn về hướng cách đó hàng chục ngàn mét, đột nhiên giơ tay lên chỉ vào chỗ đó, đại trận thất tinh bỗng tụ lại thành một vầng sáng đánh vào chỗ kia. Ngay sau đó một đám mây nổ cực lớn dâng lên, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị đám mây đó che khuất. Đòn tấn công này đáng sợ đến mức nào? E là nếu đánh đòn này vào thế tục thì ngay cả trái đất cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng ánh sáng đó tản đi, lại xuất hiện thêm một luồng khí tức đánh thẳng về phía thiên cung Bắc Cực. Phá, thiên tinh vung kiếm lên, khí tức đáng sợ đó biến thành gió nhẹ tiêu tán trong không trung. Có tôi ở đây, cậu chỉ cần yên tâm đột phá, bất kỳ ai cũng không thể làm cậu bị thương. Thiên tinh chắp một tay sau lưng, kiêu ngạo đứng trong không trung. Khí tức sung người như thể thiên thần giáng trần. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, là cao thủ ở cảnh giới đại đế ra tay đấy, hơn nữa một đòn của đại đế đáng sợ tới độ nào. Thường ngày, những người này đều hết sức kiềm chế, dù là đối địch cũng sẽ không tùy tiện phát động công kích, mà cảnh tượng ban nãy lại nói lên rằng đã có người phá vỡ thỏa thuận ngầm này mất rồi. Hơn nữa khi đã có sự khởi xướng thì e rằng sau này người ở cấp bậc đại đế sẽ càng thêm tùy tiện ra tay không kiêng nể gì. Như vậy thì sẽ phá vỡ sự cân bằng nào đó đã được giữ gìn trong suốt cả nghìn năm qua. Lúc này, Vương Vũ cao ngạo đứng giữa hư không, bên dưới con rồng con màu tím đang lượn vòng kia dần xuất hiện một luồng khí tức của cường giả đế cảnh. Khoảnh khắc này, khí tức khắp người hắn hết sức dồi dào, giống như một thiên thần. Khắp người bị vô số tia sáng màu vàng bao trùm lấy, trong tay cầm kiếm thanh phong dài ba tấc, khí tức dâng cao rất nhiều lần, lao thẳng tới đế cảnh và phát ra đòn xung kích cuối cùng. Cùng lúc này, con rồng con kia cũng bay vút trên trời, phát ra những tiếng gầm gào. Khi tiếng rồng ngâm mạnh mẽ vang ra, khí tức của Vương Vũ lại biến đổi thêm lần nữa. Giữa nơi và đất trở nên chấn động kịch liệt, Vương Vũ cũng tiến lên hàng ngũ cường giả đế cảnh cùng thời điểm này. Anh ta thật sự đột phá rồi. Cùng với những tiếng sấm vang dội, một luồng lực đất trời cứ thế trút xuống. Trên người Vương Vũ cũng đồng thời phát ra vô vàn tia sáng, vô số sức sống của đất trời đều đang điên cuồng đổ dồn về phía Vương Vũ. Ngay cả đám người đứng xem xung quanh cũng bị luồng sức sống này ảnh hưởng, không ít người thậm chí còn thầm có cảm giác đột phá. Đây là hiện tượng dị thường của trời đất chỉ có vào lúc cường giả đế cảnh đột phá. Nó sẽ khiến cho tất cả mọi người trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều cảm nhận được sự chấn động của tinh thần. Thậm chí còn xuất hiện ảo giác sắp sửa đột phá. Thế nhưng đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Cũng vào khoảnh khắc này, Vương Vũ bắt đầu hấp thụ toàn bộ sức sống đang đổ dồn về phía mình, sau đó khẽ nhắm mắt lại, giống như đang tiêu hóa nguồn sức sống mạnh mẽ này vậy. Một hồi lâu sau, khi Vương Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức của hắn cũng có sự biến đổi long trời lở đất. Vương Vũ giờ đã đặt chân vào hàng ngũ cường giả đế cảnh, hơn nữa khắp người còn ngập tràn ánh hào quang, giống như một thiên thần bước ra từ trong ánh hào quang.
Đôi mắt của hắn cũng càng thêm sâu thẳm, cả người mang tới cho người ta cảm giác sâu không thể lường. Vương Vũ cao ngạo đứng giữa hư không, nhìn xuống chúng sinh bên dưới chân như liếc nhìn một bầy kiến. Chúc mừng sư huynh Vương thành công tiến vào hàng ngũ cường giả đế cảnh. Chúc mừng sư huynh Vương trở thành người đầu tiên trong lớp thanh niên của Thiên Cung Bắc Cực chúng ta. Chúc mừng sư huynh Vương trở thành cao thủ đế cảnh. Ngay tức thì, vô số lời chúc mừng cứ thế vang lên, Vương Vũ cũng càng thêm đắc ý. Thành chủ của thành Thiên Đô tới chúc mừng Thiên Cung Bắc Cực. Khi giọng nói trong veo này vang lên, một tia sáng màu vàng từ xa tiến lại gần, Nguyệt Nhu dẫn theo hai tỷ nữ cùng xuất hiện trên bầu trời của Thiên Cung Bắc Cực. Sự xuất hiện của cô ta càng khiến cho vô số người thầm cảm thấy ngưỡng mộ Vương Vũ, dù gì có thể nhận được lời chúc mừng của thành chủ, đó là niềm vinh hạnh lớn tới độ nào cơ chứ. Ha ha, cuối cùng hôm nay anh Vương cũng đã đạt được tâm nguyện, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ chẳng thể hạn định. Lúc này, Mạnh Phi Vũ cũng đứng bên trên ánh hào quang mà tiến tới để chúc mừng Vương Vũ. Bên dưới vẫn có rất nhiều người đang rơi vào trạng thái kinh ngạc, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Không ngờ Vương Vũ lại thật sự đột phá lên đế cảnh rồi. Rõ ràng không thể tin nổi, anh ta mới chưa đầy 300 tuổi mà thôi. Ôi, so với sư huynh Vương thì mấy trăm năm này của tôi rõ ràng sống quá uổng phí. Rất nhiều người đều phát ra những tiếng cảm thán, còn có cả những người còn chế nhạo bản thân. Vương Vũ vẫn chưa tới 300 tuổi đã là cao thủ đế cảnh rồi, mà trong đám người bọn họ, có người đã ở độ 5-600 tuổi nhưng vẫn chỉ quanh quẩn ở cảnh giới nhân hoàng. Chẳng mấy chốc, đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực dẫn đầu đám người, đồng loạt chúc mừng Vương Vũ, những người ở tạm tại Thiên Cung Bắc Cực khác cũng cứ thế tiến lên trước mà hùa theo. Ngay tức thì, Vương Vũ giống như mặt trăng được vô số vì sao bao xung quanh, không ít người không chỉ tiến lên trước chúc mừng mà thậm chí còn tặng cả quà chúc mừng, chủ động nịnh bợ lấy lòng. Dù gì thiên tài chưa tới 300 tuổi đã có thể đặt chân lên tới đế cảnh, sau này đâu thể là hạng tầm thường. Bây giờ không nịnh bợ thì còn đợi tới bao giờ? Chương 4087 đúng vào lúc này, Trần Thiên Cổ lại tuyên bố một tin tức còn kinh người hơn, một bộ phận của Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô sẽ do Vương Vũ quản lý. Lời này vừa thốt ra, mọi người càng thêm phần kinh hãi. Chưa đầy 300 tuổi đã đột phá tới đế cảnh đã là chuyện đủ để khiến cho người ta kinh ngạc, hiện tại Vương Vũ lại có thêm một thân phận nữa là một trong số những lãnh đạo cấp cao của Thiên Cung Bắc Cực ở tương lai. Hơn nữa ở thành Thiên Đô, Vương Vũ đã có thể sánh ngang với những nhân vật lão làng kia rồi. Ánh mắt nhìn về phía Vương Vũ của không ít người đã từ ngưỡng mộ biến thành đố kỵ. Đúng là người so với kẻ tốt hơn mình đều là đáng chết, vật so với vật tốt hơn nó đều đáng bỏ đi. Ôi, so với cậu ta thì cả đời này của tôi đều sống uổng phí rồi. Mới từng đấy tuổi đã có thể ngồi ngang hàng với những nhân vật lão làng, sợ rằng cả đông vực cũng chỉ có một mình anh ta. Không ít người đều bàn tán với giọng điệu đố kỵ. Lý Tử Dương cũng không khỏi thở dài, nói, so với anh ta thì tôi thật sự chỉ như con kiến mà thôi. Tiêu Chính Văn thấy cảm xúc của Lý Tử Dương đột nhiên đi xuống thì mới tiến lên trước một bước, vỗ lên bả vai của anh ta, nói. Không cần phải vì thành tựu của người khác mà coi nhẹ bản thân. Mặc dù giọng nói của anh không lớn, thế nhưng những người bên cạnh lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là Vương Vũ vẫn luôn âm thầm chú ý tới Tiêu Chính Văn thì càng thẳng thừng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, nói, ồ, theo như lời anh Tiêu nói thì anh cũng có thể làm được như tôi sao? Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía này. Chuyện ngày hôm qua đã lan truyền. Chỉ có điều những tin đồn đó đã bị sự việc vĩ đại ngày hôm nay của Vương Vũ lấn át mất mà thôi. Thế nhưng cũng không có nghĩa rằng mọi người đã quên hết tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm qua. Không ít người đang có mặt đều tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình kết thù của hai người Vương Vũ và Tiêu Chính Văn. Lúc này, ngay cả Lý Tử Dương cũng trở nên hoang mang, vội vàng tiến lên trước kéo kéo góc áo của Tiêu Chính Văn, ra hiệu bằng ánh mắt cho anh. Tỏ ý bảo Tiêu Chính Văn tuyệt đối đừng kích động, dẫu sao lúc này Vương Vũ cũng đang chiếm ưu thế. Hơn nữa, địa điểm ngày hôm nay không phải ở Ngọc Phụng Lâu, bọn họ căn bản không có người giúp đỡ, hơn nữa Thiên Cung Bắc Cực cũng sẽ không đứng về phía bọn họ. Chỉ là đột phá cảnh giới mà thôi, quả thực chẳng có gì ghê gớm, cũng không cần phải kinh ngạc tới vậy. Chương 4088 Tiêu Chính Văn bình thản lên tiếng. Lời này vừa thốt ra.
Lý Tử Dương lập tức sợ tới độ mặt cắt không còn sắc máu. Ồ, không cần phải kinh ngạc tới vậy chứ. Nguyệt Nhu bật cười lạnh lùng, đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Thật ra cô ta đã thấy không thuận mắt với Tiêu Chính Văn từ lâu, phải nhẫn nhịn tới giờ chỉ là vì mãi vẫn không tìm được cái cớ phù hợp nào mà thôi. Mà hôm nay Vương Vũ đột phá cảnh giới, tất cả mọi người đều tiến lên trước chúc mừng, Tiêu Chính Văn lại đứng một bên châm chọc, cô ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Vậy tôi muốn nghe thử xem trong mắt anh Tiêu thế nào mới gọi là kinh thiên động địa, Vương Vũ cười khẩy, nói. Anh bạn, Vương Vũ người ta chưa đầy 300 tuổi đã đột phá lên đế cảnh, còn tạo được thành tích kỷ lục, dù anh cảm thấy đố kỵ với người ta thì cũng không cần phải nói trắng ra như vậy chứ. Bên cạnh có người lạnh lùng lên tiếng châm chọc. Nếu như anh không phục thì cũng có thể đột phá ở đây, chúng tôi đều có thể làm chứng cho anh. Đúng thế, rõ ràng bản thân không làm được mà cứ phải châm cháo nói người ta chẳng có gì ghê gớm, loại người này đang ghen ghét, không muốn người khác hơn mình. Đám người xung quanh anh một câu tôi một câu, đồng loạt lên tiếng chế nhạo. Tôi cũng chỉ đang nói sự thật mà thôi, Tiêu Chính Văn bình tĩnh lên tiếng. Thật ra điều Tiêu Chính Văn nói quả thực là sự thật, với khả năng lĩnh hội hiện tại của Tiêu Chính Văn, nếu như muốn đột phá lên đế cảnh thì chỉ là chuyện trong phút chốc, căn bản không cần phiền phức như Vương Vũ. Chỉ là Tiêu Chính Văn không muốn đột phá quá sớm mà thôi. Còn Vương Vũ đã toàn tính xong xuôi hết trong lòng từ lâu. Dù Tiêu Chính Văn có chủ động khiêu khích hay không thì đều phải khiến cho anh bị sỉ nhục thật ê chề trước mặt mọi người. Chỉ là không ngờ Tiêu Chính Văn lại chủ động tìm tới trước cửa, thậm chí ngay cả cớ hắn cũng chẳng cần tìm nữa. Thế cơ à, hừ, anh thật là biết sát vàng lên trên mặt mình, Nguyệt Nhu liếc nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng chế nhạo. Nguyệt Nhu lên tiếng, đám người xung quanh cũng đồng loạt chế giễu Tiêu Chính Văn theo. Tiêu Chính Văn, chuyện ngày hôm nay... Anh buộc phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng, Vương Vũ nói rồi sải bước tiến ra khỏi đám người, đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn với thái độ từ cao trông xuống. Anh Vương, thôi bỏ đi, cần gì phải so đo với loại tép siêu như hắn. Xui xẻo lắm, bên cạnh có người chế giễu. Chương 4089 Vương Vũ cười mỉa nói, Tiêu Chính Văn, thật ra theo lý hôm nay là ngày vui. Tôi vốn dĩ không nên so đo với loại rác rưởi như anh. Nhưng vài người cứ không có tự trọng, không dạy cho hắn một bài học thì hắn không bao giờ biết rõ mình là ai. Chẳng phải anh nói không có gì đáng ngạc nhiên sao? Vậy anh cho tôi xem anh có gì hơn người. Làm sao có thể so được với người đã đột phá đế cảnh là tôi? Lúc này Vương Vũ đã không còn ý che giấu nữa, thậm chí công khai chỉ vào Tiêu Chính Văn nói mấy lời khó nghe. Rất nhiều người nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt chế nhạo, với tư thái của Vương Vũ e là chuyện hôm nay đã không thể dừng ở đây. Nơi này là Thiên Cung Bắc Cực, anh có thể yên tâm, nhiều người chứng kiến như thế tôi tuyệt đối sẽ không bắt nạt anh, chúng ta làm theo quy tắc của Thành Thiên Đô, tôi chính thức khiêu chiến với anh dám nghênh chiến không? Ánh mắt Vương Vũ sáng quắc nhìn Tiêu Chính Văn, cho dù Tiêu Chính Văn có chấp nhận khiêu chiến của hắn hay không thì đều mất mặt. Sư huynh Vương, anh Tiêu chỉ là cảnh giới nhân hoàng, anh là đại tài đế cảnh mà lại muốn khiêu chiến với hắn ư. Sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói thế, Tiêu Chính Văn chưa lên tiếng, Lý Tử Dương đã vội nói. Nói thế nào Tiêu Chính Văn cũng chỉ là cảnh giới nhân hoàng mà thôi, sao có thể là đối thủ của đại tài đế cảnh. Hơn nữa trước khi Vương Vũ vẫn chưa đột phá đã tự tay chém chết một cao thủ đế cảnh, bây giờ hắn đã đạt đến đế cảnh, Tiêu Chính Văn liệu có thể là đối thủ của hắn sao? Đây chẳng phải là tỏ ý muốn Tiêu Chính Văn tự tìm đến cái chết à? Hừ, không dám thì hãy quỳ trước mặt tôi, xin lỗi tôi. Đế cảnh rất ghê gớm, hành động vĩ đại hôm nay của Vương Vũ tôi dù ở trong sách sử cũng đủ để biết một bài văn dài, một cảnh giới nhân hoàng vô dụng như anh có tư cách gì khoa chân múa tay với Vương Vũ tôi. Nếu Tiêu Chính Văn anh đã dám nói ngông cuồng như thế thì phải chuẩn bị tâm lý trả giá. Vương Vũ lại lần nữa bức ép Tiêu Chính Văn. Chỉ cần Tiêu Chính Văn không dám chấp nhận lời khiêu chiến thì chỉ có thể quỳ xuống xin lỗi hắn, sau này Tiêu Chính Văn còn mặt mũi nào đứng trong Thiên Cung Bắc Cực. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn đánh với hắn thì kết quả đã quá rõ ràng rồi. Mặc dù Vương Vũ vừa đột phá nhưng với thực lực của hắn, trước khi đột phá đã có thể đánh chết cao thủ đế cảnh, bây giờ hắn đã là cường giả đế cảnh, Tiêu Chính Văn sao có thể là đối thủ của hắn.
Nếu xét về sức chiến đấu, lúc này Vương Vũ cũng có thể đánh với cao thủ đế cảnh cấp 2, hơn nữa chỉ cần là đế cảnh cấp 1, thậm chí hắn có thể nghiền nát đối phương. Chương 4090 nói cách khác, trong mắt hắn, Tiêu Chính Văn nhỏ bé như một con kiến. Lúc này xung quanh im phăng phắc đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, mọi người đều đang đợi câu trả lời cuối cùng của Tiêu Chính Văn. Sư huynh Vương, anh cần gì phải so đo với anh ta, tôi nghĩ cứ để anh ta dập đầu ba cái với anh rồi nói xin lỗi, chuyện cứ thế cho qua, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của anh mà. Nguyệt Nhu cố ý khiêu khích Tiêu Chính Văn. Không chỉ cô ta mà ngay cả Mạnh Phi Vũ đều đang đợi Tiêu Chính Văn bị chọc tức, không quan tâm đến sống chết mà đánh với Vương Vũ một trận. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Vương Vũ lắc đầu nói, thật ra tôi không muốn làm anh bị thương nhưng tiếc là anh lại không biết sống chết mà khiêu chiến. Nếu đã thế thì cứ đánh thôi. Vừa dứt lời cả người Tiêu Chính Văn xoẹt qua đã đến trước mặt Vương Vũ. Đúng là không biết trời cao đất dày, Nguyệt Nhi giễu cợt. Còn Mạnh Phi Vũ lại lộ ra vẻ đắc ý, cuối cùng Tiêu Chính Văn cũng cắn câu đúng như kế hoạch trước đó của họ. Hai, người anh em, anh lấy cái gì mà đánh với Vương Vũ? So về tố chất, có 10 anh cũng không chạm được vào một sợi tóc của người ta, so về thực lực người ta là cao thủ đế cảnh, anh chỉ là cảnh giới nhân hoàng. Đúng thế, tôi nói này, anh vẫn nên quỳ xuống đập dầu mấy cái với sư huynh Vương, ít nhất còn có thể bảo vệ mạng sống. Nghe thế Nguyệt Nhu cười càng đắc ý hơn, vừa lắc đầu vừa chế giễu nói, các anh đừng nói người ta như thế, người ta cũng là người từng đánh bại cao thủ đế cảnh của nhà họ Phương đấy. Cô ta nói thế, mọi người trước đó cười cợt Tiêu Chính Văn bỗng chốc im bặt. Gì cơ, cậu ta cũng từng giết cao thủ đế cảnh ư. Thoáng chốc mọi người đều sửng sốt, từ lúc nào mà cao thủ đế cảnh lại không đáng tiền như thế chứ, một cảnh giới nhân hoàng cũng có thể giết được đại tài đế cảnh dễ dàng. Hắn cũng có thể dựa vào khí thức của rồng, nhưng tiếc là chỉ có 10 giây ngắn ngủi mà thôi, Nguyệt Nhu nói thế khiến mọi người thở phào. Dù sao Vương Vũ cũng không phải là người mà bất kỳ một đế cảnh cấp 1 nào cũng có thể so được. Hơn nữa Vương Vũ không cần dựa vào khí thức của rồng mà bản thân vốn đã có một con rồng con. Cao thủ đế cảnh nhà họ Phương không so được với Vương Vũ, thậm chí còn có cách biệt về thiên chất. Chương 4091 Vương Vũ vừa phất tay áo, vừa bước vào hư không, lúc này hắn như một vị tiên giáng trần, chỉ đứng ở đó thôi cũng hòa làm một với mọi thứ xung quanh. Khí tức đó, uy lực đó không hổ là con cưng của trời. Tiêu Chính Văn cũng bước vào không trung, khi Tiêu Chính Văn còn chưa đứng vững, Vương Vũ bỗng ra tay đánh về phía Tiêu Chính Văn. Rầm, kiếm thanh phong ba tấc phung ra. Vô số tia sáng ngưng tụ thành một luồng kiếm khí làm chấn động trời đất. Thanh kiếm dài ba tấc trong tay hắn như thể có thể đánh ra đến hàng chục ngàn mét, dường như cả phương trời này cũng hòa làm một với thanh kiếm dài của hắn. Thế nên trông có vẻ như là một đòn tấn công bừa nhưng lại chứa cả uy lực của trời, thậm chí ngay cả trên bầu trời cũng xuất hiện một vết nứt. Trước đó đúng là anh từng giết cao thủ đế cảnh nhà họ Phương, nhưng anh nghĩ tôi cũng yếu ớt. Bị anh giết chết như người nhà họ Phương sao? Nói thật nhé, trong mắt tôi đế cảnh cấp một bình thường nhỏ bé chỉ như một con kiến thôi. Vừa dứt lời kiếm ý đó lại mạnh thêm. Thật ra anh không mạnh hơn hắn là bao, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Khí tức của Tiêu Chính Văn lập tức dâng lên, đạt đến trạng thái đỉnh cao. Mặc dù chỉ có khí tức của nhân hoàng cấp 9 nhưng trong đó lại chứa cả sự bá đạo từ cổ đại. Mọi người đều ngờ vực nhìn Tiêu Chính Văn. Cũng là cảnh giới nhân hoàng nhưng khí thức của Tiêu Chính Văn lại hơi khác lạ. Lẽ nào khí thức thời xa xưa đó chính là khí thức của rồng sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy khí thức của rồng trên người hắn ngược lại tinh túy hơn cả của sư huynh Vương nhỉ? Lúc này không ít người đều ngờ vực suy đoán. Người có thể đến thành Thiên Đô và vào ở trong Thiên Cung Bắc Cực không ai là tầm thường. Dù là Lý Tử Dương nếu ở trong thành Đại Phong cũng chắc chắn là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ. Nhưng ở thành Thiên Đô lại chỉ là một trong nhiều người không có danh tiếng. Càng là những người như họ thì càng biết rõ sự đáng sợ của khí tức của rồng, dù chỉ là dựa khí tức của rồng của thiên nhiên cũng là việc không thể tưởng tượng với người bình thường. Chương 4092 mượn khí tức của rồng cũng chỉ có thể đánh được với cao thủ đế cảnh bình thường. Vương Vũ vốn dĩ đã có rồng con, e là hắn không thể làm Vương Vũ bị thương.
nhưng khí tức của rồng trên người Tiêu Chính Văn hình như tinh túy hơn, hai người họ ai thắng ai thua bây giờ nói thì hơi sớm. Trong đám đông cũng không phải đều xem thường Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng không che giấu thực lực thật của mình nữa, giơ tay lên đánh ra một trận pháp không gian. Màn sáng màu vàng trải khắp bầu trời, kiếm ý của Vương Vũ bị hút vào trong. Nhưng điểm khác biệt với trước đó kiếm ý biến mất như muối bỏ biển mà là nhanh chóng mạnh hơn gấp mấy lần. Một tiếng động cực lớn vang lên, màn sáng màu vàng đó vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi trong không trung. Đây là lần đầu tiên có người phá được trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, đáng tiếc trong kiếm ý của tôi lại có khí tức của rồng, trận pháp không gian của anh hoàn toàn mất tác dụng trước khí tức của rồng của tôi, Vương Vũ nhếch môi nói. Luồng khí tức của rồng của Vương Vũ có thể nói là hoàn toàn bao trùm tất cả trận pháp, ngay cả trận pháp không gian cũng bị luồng khí tức của rồng này phá giải. Mà Tiêu Chính Văn cũng chỉ đang thăm dò sự nhận biết và lý giải của Vương Vũ về khí tức của rồng mà thôi. Thứ giống như khí tức của rồng quả thực là sự tồn tại cực kỳ đặc thù giữa trời và đất, điều này cũng đủ để chứng minh long tộc trước kia quả thực đã thống trị cả đất trời. Dù là hai khí âm dương giữa trời và đất cũng chẳng thể làm gì được khí tức của rồng, thậm chí còn chẳng thể ngăn cản được khí tức của rồng. Thế nhưng đó chỉ là đối với trận pháp phổ thông mà thôi. Trong nháy mắt, thanh kiếm dài của Vương Vũ lại vung ra thêm lần nữa, cộng thêm uy lực từ khí tức của rồng, nhát kiếm này càng thêm rực rỡ chói mắt, dù chỉ là một nhát kiếm cũng đủ để giết chết một cao thủ đế cảnh. Để tôi xem anh còn thủ đoạn gì có thể đối kháng với khí tức của rồng của tôi hay không, Vương Vũ cười khẩy rồi đi tới ngay trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ lùi ra một bước, nhẹ nhàng giơ tay lên, giống như cả màn trời đều bị Tiêu Chính Văn khuấy động vậy. Trên bầu trời, vô số ánh hào quang đột nhiên xuất hiện, giống như một dải ngân hà cứ thế vắt ngang qua. Lúc này, ngay cả trời đất một phương cũng xuất hiện hiện tượng sụt lún. Chương 4093 Tiêu Chính Văn, nhìn thấy cảnh tượng này, Mạnh Phi Vũ tức giận không thôi. Đây rõ ràng là thiên địa luân hồi của nhà họ Mạnh, đồng thời cũng được gọi là trận pháp thiên đạo luân hồi. Thứ gọi là thiên đạo bao hàm trời đất, còn bao hàm cả vạn vật. Mà luân hồi lại bao hàm quy luật của không gian và thời gian, là trình độ cao nhất bên trong trận pháp. Vậy nên loại trận pháp này mới có thể khơi dậy hiện tượng thiên văn, kết nối trời đất, thậm chí vào lúc triển khai còn có thể phá hủy đất trời một phương chỉ trong một nốt nhạc. Bên trong thế tục từng xuất hiện rất nhiều giai đoạn thời gian và không gian hỗn loạn, chính vì trong lịch sử từng có người sử dụng loại trận pháp này ở nơi đó nên mới sản sinh ra. Khí tức của rồng. Dù long tộc có mạnh tới đâu thì cũng phải sống bên dưới khoảng trời này, Tiêu Chính Văn cười khẩy, đại trận thiên địa luân hồi đã được hình thành. Ngay tức thì, ngay cả mặt trời giữa không trung cũng giống như một quả cầu lửa cực lớn, vô số ngọn lửa nóng rực cứ thể phun trào. Vầng trăng trên bầu trời phát ra những tia sáng sắc lạnh, ngay lập tức, hai trùng thiên băng và lửa cùng lúc xuất hiện, dù là địa ngục tu la đáng sợ thì cũng chỉ tới thế. Mặc dù khí tức của rồng đủ mạnh, thế nhưng đối diện với uy thế long trời lở đất thì cũng chẳng thể xoay chuyển được gì. Nếu không thì trận pháp thiên địa luân hồi cũng sẽ không trở thành một trong 10 trận pháp lớn của thời thượng cổ. Thậm chí còn được thành chủ Thanh Liên của thành Thiên Đô gọi là bảo thuật tối cao. Hơn nữa, nếu như trận pháp thiên địa luân hồi chỉ là một trận pháp bình thường thì cũng chẳng đáng để Mạnh Phi Vũ phải làm to chuyện lên vì nó, đích thân đánh tới Ngọc Phụng Lâu để đòi lại từ tay Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc này, Tiêu Chính Văn cao ngạo đứng giữa đất trời giống như đấng thống trị cai quản đất trời, dường như ngay cả trời đất một phương cũng bị anh kiểm soát trong lòng bàn tay, mặc cho anh toàn quyền xử lý. Lúc này, ngay cả thanh kiếm dài trong tay Vương Vũ cũng phát ra tia sáng màu bạc, chỉ mới bị Tiêu Chính Văn khẽ chỉ điểm một lần thôi mà đã gãy vụn thành 3 đoạn chỉ trong nháy mắt. Thiên địa luân hồi có thể nói là trận pháp tối cao có thể hủy diệt toàn bộ thế gian. Sức mạnh công phá của nó không phải là thứ mà những trận pháp thông thường có thể so bì được. Mà người đứng bên trong đại trận thiên địa luân hồi, dù có sử dụng thủ đoạn công kích gì thì rõ ràng cũng là quá đỗi yếu ớt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Mạnh Phi Vũ đều đỏ hết cả lên. Chương 4094 phải biết rằng loại bí thuật này, ngay cả bản thân hắn cũng không thể vận dụng thành thạo, mà Tiêu Chính Văn lại có thể vung tay là thi triển được lưu loát tới vậy. Càng khiến cho hắn bất ngờ hơn là từ hôm qua tới giờ chẳng qua mới chỉ có một đêm mà thôi,
dù khả năng lĩnh hội của Tiêu Chính Văn có mạnh tới đâu thì cũng chẳng thể lĩnh hội được tinh thông toàn bộ trận pháp thượng cổ này chỉ trong vòng một đêm. Chỉ là hắn đâu hề biết Tiêu Chính Văn đã xem qua trận pháp của trận pháp thiên địa luân hồi từ mấy năm trước rồi, anh vẫn luôn không vận dụng chỉ vì lúc đó thực lực của anh còn quá yếu, căn bản chẳng thể khởi động được trận pháp cường đại tới vậy. Nếu như cưỡng ép vận dụng thì ngược lại còn bị trận pháp phản vệ. Giết hắn cho tôi, Mạnh Phi Vũ phẫn nộ gầm lên với Vương Vũ. Vương Vũ cũng có hoài nghi y như vậy, theo lý mà nói thì dù Tiêu Chính Văn có được trận pháp thiên địa luân hồi thì căn bản cũng chẳng thể lĩnh hội ra được sự huyền diệu bên trong chỉ với một đêm. Dù gì trận pháp không hề giống với sách vở bình thường, tùy tiện liếc qua là có thể biết được điểm huyền ảo bên trong. Dù là người nhà họ Mạnh, mất mấy chục tới cả trăm năm lĩnh hội cũng chỉ có thể lĩnh hội được một góc của núi băng mà thôi. Hóa ra đây mới chính là sức mạnh cho anh lá gan dám đối địch với tôi, Vương Vũ nhíu mày cười khẩy nói. Mặc dù so ra thì Vương Vũ còn lâu mới là đối thủ của Tiêu Chính Văn, thế nhưng dẫu sao hắn cũng không ngốc. Ban nãy hắn châm chọc Tiêu Chính Văn, ép cho anh ra tay chính là vì muốn nhìn rõ con át chủ bài của Tiêu Chính Văn. Nếu như không có nền tảng kinh người thì Tiêu Chính Văn sẽ tuyệt đối không dám đối địch thẳng mặt với cao thủ đế cảnh như hắn. Khả năng lĩnh hội của anh thật sự khiến cho tôi rất bất ngờ, có điều vẫn đáng tiếc quá. Mặc dù Vương Vũ bị khả năng lĩnh hội của Tiêu Chính Văn làm chấn động, thế nhưng hắn vẫn cực kỳ tự tin, theo hắn thấy, Tiêu Chính Văn đã lật ngửa con át chủ bài rồi, còn con át chủ bài của hắn thì vẫn chưa lộ ra. Chỉ thấy Vương Vũ giơ một cánh tay lên, hư ảnh một con rồng cực lớn chợt xuất hiện giữa không trung, cùng với sự xuất hiện của hư ảnh rồng này. Không chỉ đất trời biến sắc mà thậm chí ngay cả trận pháp thiên địa luân hồi cũng mất đi ánh sáng. Rồng xuất hải, thôn tính đất trời. Một luồng sức mạnh khủng bố toát ra từ trong hư ảnh của rồng. Ngày hôm nay, tôi sẽ đánh anh để chứng minh cho thiên hạ biết tôi mới là thiên tài số một của thành thiên đô. Anh có thể chết dưới lưỡi kiếm của tôi, đó cũng chính là vinh hạnh của anh. Vương Vũ nói rồi ngửa mặt lên trời huýt một tiếng. Sau đó không còn che giấu thêm gì nữa mà bộc phát hết toàn bộ sức mạnh ra bên ngoài. Khi một trận cuồng phong bao trùm khắp mặt đất, cả tòa thiên cung Bắc Cực đều trở nên rúng động. Thanh kiếm rõ ràng đã gây vụn ban nãy lại khôi phục lại và trở về trạng thái ban đầu chỉ trong nháy mắt. Chương 4095 hắn có biệt danh là thiên tài số một thành thiên đô, đây tuyệt đối không phải là hư danh. Lúc này, hắn giống như một chiến thần, tay đỡ lấy đất trời. Lưng dựa vào rồng, mỗi một bước tiến ra, khí tức dồi dào lập tức chấn áp đất trời một phương. Chỉ một đòn đánh, cơ thể của Tiêu Chính Văn giống như chiếc lá bay trong gió lớn, cứ thế ngã lăn ra xa. Lúc này, Vương Vũ liếc nhìn cảnh tượng đổ nát, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng vô tận, mái tóc đang tung bay giống như có cả uy lực cái thế. Ngay sau đó, hắn lại phát ra đòn công kích thứ hai, còn Tiêu Chính Văn chỉ đành giơ tay đỡ lấy. Sóng khí cuồn cuộn, Tiêu Chính Văn lại lùi ra sau cả trăm mét. Lúc này đã không cần phải nhìn kỹ nữa cũng có thể nhận ra được Vương Vũ đã chiếm được toàn bộ ưu thế. Ngay sau đó, hai người lại đối chọi mấy trăm chiêu giữa hư không, khí kình khủng bố bao trùm lấy đất trời, ngay cả ngọn núi lớn phía xa cũng hóa thành đống đổ nát chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng này rõ ràng quá đỗi khủng bố. Không ngờ Tiêu Chính Văn này lại có chiến lực mạnh như thế. Dù cho không bằng Vương Vũ, thế nhưng tuyệt đối cũng là thiên tài tuyệt thế. Ôi, đáng tiếc là cậu ta lại gặp phải Vương Vũ. Đám người đứng quan sát bên dưới đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù gì hiện giờ Tiêu Chính Văn cũng chỉ ở cảnh giới nhân hoàng, vậy mà lại đối diện với sự tồn tại vô địch là đế cảnh, có thể đánh tới như vậy đã là cực kỳ không dễ dàng rồi. Dưới tình cảnh thông thường, dù là cao thủ đế cảnh thì lúc này cũng đã bị một đòn của Vương Vũ giết chết từ lâu. Thế nhưng Tiêu Chính Văn chỉ mới hơi yếu thế mà thôi, ít nhất cho tới hiện tại thì vẫn chưa bại trận. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Tiêu Chính Văn đã vượt qua rất nhiều cường giả đế cảnh rồi. Ôi, muốn trách thì chỉ có thể trách cảnh giới của Tiêu Chính Văn còn kém Vương Vũ nhiều lắm. Hôm nay dù Tiêu Chính Văn có bại trong tay Vương Vũ thì cũng đủ để vang danh bốn biển rồi. Nói không sai, dù cậu ta bại trận thì cũng chỉ có thể nói lên rằng cảnh giới của cậu ta quá thấp. Nhưng năng lực lĩnh hội thì lại là thứ mà Vương Vũ chẳng thể so bì được. Lúc này, không ít người bắt đầu thở dài tiếc nuối cho Tiêu Chính Văn. Lý Tử Dương vừa quan sát Tiêu Chính Văn chiến đấu, vừa nhìn đông ngó tây, trên quảng trường xảy ra trận đại chiến kinh thiên động địa như vậy,
sao vẫn không thấy người quản lý của Thiên Cung Bắc Cực xuất hiện? Ôi, nếu như trận chiến này phân được thắng bại thì tính mạng của anh Tiêu khó mà giữ lại được. Đối với Thiên Cung Bắc Cực mà nói sẽ là tổn thất không nhỏ. Không chỉ có Lý Tử Dương mà ngay cả Nguyệt Nhu lúc này cũng thấy hơi hối hận. Nếu như dẫn thiên tài Tiêu Chính Văn tới nơi ở của thành chủ thành Thiên Đô, nghĩ cách để anh ta quy thuận Thanh Liên, vậy thì không phải bản thân đã lập được công lớn rồi hay sao? Lẽ nào trước đây mình đã nhầm rồi, Nguyệt Nhu nhíu mày, tự mình lẩm bẩm. Chương 4096 nhưng rất nhanh, ánh mắt của Nguyệt Nhu lại trở nên kiên định, dẫu sao sự việc cũng đã tới nước này, hơn nữa cô ta cũng luôn rất ghét Tiêu Chính Văn, hôm nay mượn tay Vương Vũ trừ khử anh luôn thì cũng được. Dù gì Thanh Liên cũng không rõ bên phía Thiên Cung Bắc Cực xảy ra chuyện gì. Huống hồ vùng ngoài lãnh thổ rộng lớn tới độ nào, thiên tài nhiều biết bao nhiêu, một tên Tiêu Chính Văn chết thì cũng chết thôi. Nhưng tiếp theo, tất cả mọi người càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi bên đã đánh tới hàng triệu chiêu, chính Vương Vũ trong trận đại chiến lúc này cũng cảm thấy hơi kinh hoàng. Xem ra tôi thật sự vẫn còn xem nhẹ anh, mặc dù anh không phải cao thủ đế cảnh, nhưng lại có thể đánh cùng tôi tới nước này, chả trách cao thủ đế cảnh của nhà họ Phương cũng chết trong tay anh. Vương Vũ lại tung ra một đòn toàn lực về phía Tiêu Chính Văn. Hắn tự nhận đòn đánh này tuyệt đỉnh thiên hạ, uy lực ngút trời. Mà Tiêu Chính Văn lại để mặc cho cuồng phong bổ nhào tới, vừa khéo mượn đòn công kích kinh thiên của Vương Vũ để rèn giũa thể xác của mình. Hơn nữa, phía sau lưng anh, hai hình thái cực âm dương cũng đang uốn lượn với tốc độ cực nhanh, không ngừng bổ sung nguồn sức sống bất tận vào bên trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Mặc dù thế tiến công của Vương Vũ mạnh mẽ, nhưng bên phía Tiêu Chính Văn lại căng tràn sức sống, mỗi lần làn da nứt toác ra là lại lập tức lành lại luôn. Độ mạnh của xác thịt không ngừng được nâng cao, mãi tới cuối cùng, dù là thanh kiếm của Vương Vũ chém chúng thì căn bản cũng chẳng thể làm cho anh bị thương. Nhưng trong mắt người ngoài thì Tiêu Chính Văn chỉ đang cố gắng chống đỡ, không có chút sức đánh trả nào, chỉ không ngừng lùi ra sau để né tránh đòn công kích của Vương Vũ. Vương Vũ dường như cũng cảm nhận được xu hướng suy tàn của Tiêu Chính Văn, tiến công càng thêm mãnh liệt hơn, đòn sau mạnh hơn đòn trước, đòn này nhanh hơn đòn kia, liên tục không ngừng nghỉ, giống như mưa bão không ngừng chút xuống người Tiêu Chính Văn. Hôm nay tôi nhất định phải dùng anh để tế kiếm. Vẻ mặt của Vương Vũ ngày càng trở nên độc ác, giống như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn chết thảm dưới lưỡi kiếm của hắn vậy. Anh đừng lùi nữa, không phải anh nói tôi chẳng qua chỉ tới thế thôi sao? Tôi nghe nói không phải mỗi lần anh đối địch đều có thể giải quyết được đối phương trong vòng một chiêu à? Không phải là ở chỗ tôi thì Tiêu Chính Văn anh không chống đỡ được đấy chứ, Vương Vũ gào lên đầy ý châm chọc. Chỉ là hắn vừa mới nói dứt lời, trong mắt Tiêu Chính Văn chợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, cứ thế nhìn về phía Vương Vũ. Chương 4097 xu thế suy yếu khi trước cũng đột nhiên biến mất, ngay sau đó, hình thái cực âm dương phía sau lưng Tiêu Chính Văn cũng đột nhiên biến mất tăm, chỉ thấy Tiêu Chính Văn khẽ bấm đốt ngón tay, một thanh giáo bạc sáng như tuyết lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Cây giáo bá vương, nhìn thấy cảnh tượng này, đám người đứng quan sát bên dưới đều có một loại dự cảm không lành. Cũng mãi tới khoảnh khắc này, tất cả mọi người mới nhận ra thực ra ban nãy Tiêu Chính Văn vẫn luôn dùng tay không để giao đấu với Vương Vũ. Nếu như Tiêu Chính Văn không có thần binh lợi khí gì trong tay thì đã đành, nhưng khi đã có cây giáo bá vương thì Tiêu Chính Văn chẳng có lý do gì để đấu tay không cả. Nếu như có thì chỉ có một loại khả năng, Tiêu Chính Văn đang lấy Vương Vũ làm hòn đá mài dao. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều hít sâu. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn cũng lạnh lùng cười nói, chơi đùa với anh một chút thôi, anh còn coi là thật, đúng là đáng yêu quá mức. Vút, khi Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, cây giáo bá vương trong tay anh đột nhiên phát ra một tiếng kêu hết sức vang dội. Cây giáo bá vương đó giống như một con rồng bạc bỗng nhiên đâm ra. Chỉ là một mũi đâm hết sức đơn giản mà thôi, chiêu thức cực kỳ bình dị, không có bất cứ sự khoa trương nào. Nhưng chỉ với một đòn đơn giản như vậy đã khiến cho Vương Vũ sợ hết hồn, một cảm giác nguy cơ sinh tử mạnh mẽ lập tức lan tràn trong tim hắn. Nhìn thanh giáo dài đâm ra, Vương Vũ không dám chậm trễ, không chỉ giơ kiếm tiếp chiêu mà thậm chí ngay cả hư ảnh rồng phía sau lưng hắn cũng hóa thành con rồng nhỏ màu tím, đồng thời tiến lên. Keng, kiếm và giáo lao vào nhau, thanh kiếm dài trong tay Vương Vũ đột nhiên nát vụn. Con rồng nhỏ màu tím kia cũng bị ánh giáo của cây giáo bá vương đánh tan biến.
Thanh giáo này giáng xuống, sức mạnh đáng sợ giống như sóng nước cuồn cuộn, tất cả mọi chiêu thức của Vương Vũ đều như không, căn bản chẳng đỡ nổi một đòn. Chỉ một mũi giáo đơn giản như vậy đã phá bỏ tất cả đòn công kích của Vương Vũ mà đâm thẳng lên trên chân trái của hắn. Phụt, máu cứ thế bắn ra tung tóe. Không đợi Vương Vũ gào lên thảm thiết, Tiêu Chính Văn đã tiến tới, giơ tay trái lên, giáng một cái tát lên trên mặt Vương Vũ. Bốp, khi tiếng bạt tai cực rõ vang khắp khoảng trời phía trên quảng trường, Vương Vũ giống như một viên đạn xuất nòng, ngã xuống bên trên quảng trường. Lớp gạch men trên quảng trường bị cơ thể của Vương Vũ đụng cho vỡ nát, thậm chí còn hình thành một cái hố sâu cực lớn. Ngay cả Thiên Cung Bắc Cực cũng bị chấn động theo. Chương 4098 khi khói bụi dần tản đi, mọi người đang có mặt vẫn còn chìm trong kinh ngạc, chưa thể hoàn hồn trở lại. Sự đảo ngược tình thế tới quá đột ngột, Tiêu Chính Văn ban nãy vẫn chịu đòn một cách bị động, chỉ dùng một chiêu đã đánh cho Vương Vũ bị thương nặng luôn rồi. Tiêu Chính Văn chậm rãi sải bước đi tới bên cạnh cái hố sâu kia, một tay hút lên, cơ thể của Vương Vũ bị Tiêu Chính Văn tóm lấy trong tay. Vương Vũ lúc này đâu còn chút uy phong gì nữa, bị Tiêu Chính Văn túm lấy vẫn không ngừng giãy giụa, cả người đều không thôi run rẩy. Khí tức của rồng mà hắn dành cả trăm năm tu luyện lại bị một mũi giáo của Tiêu Chính Văn làm cho tan biến, hay cả canh khí bảo vệ cơ thể cũng bị Tiêu Chính Văn phá vỡ chỉ với một đòn. Cái tát đó còn đánh nát như cả nửa thân người của hắn, ngay cả nội tạng bên trong cơ thể cũng sắp lòi ra tới nơi. Máu tươi men theo miệng và vết thương của Vương Vũ không ngừng nhỏ xuống. Dùng tôi tế kiếm, Tiêu Chính Văn nhìn Vương Vũ, tiện tay quẳng hắn sang khoảng trống bên cạnh. Bụp, cả người Vương Vũ rớt xuống đất, lại làm dâng lên khói bụi mịt mờ. Kiếm của anh e rằng sắp gãy rồi nhỉ, Tiêu Chính Văn lập tức giơ chân lên đạp thẳng xuống mặt Vương Vũ. Ôi, chuyện này, tôi rốt cuộc đang nhìn cái gì đây? Chuyện này là thật sao? Có phải tôi đang nằm mơ hay không? Không ít người đều kinh ngạc tới cực điểm, ban nãy Vương Vũ vẫn luôn chiếm ưu thế, hơn nữa Tiêu Chính Văn cũng chỉ có sức chống đỡ chứ không có sức đánh trả. Sao vừa nháy mắt đã bị Tiêu Chính Văn đánh cho tàn phế luôn rồi? Lúc này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Không phải anh thật sự cho rằng tôi không phải là đối thủ của anh đấy chứ? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói tôi chỉ mượn khí tức của rồng của anh để tôi luyện sức mạnh của xác thịt một chút, thuận tiện lại thử cái trận pháp thiên địa luân hồi này mà thôi. Chơi đùa với anh lại thật sự coi bản thân là nhân vật lớn gì rồi sao? Nào, dùng tôi tế kiếm đi. Tiêu Chính Văn khẽ dùng lực chân, rắc một tiếng, xương sống mũi của Vương Vũ gãy vụn. Lại nhìn Vương Vũ. Phía trước mũi chỉ còn lại hai cái lỗ mà thôi. Gương mặt đó rõ ràng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần so với đầu lâu. Đây là cao thủ đế cảnh à. Tiêu Chính Văn nói rồi giơ chân lên đạp cho Vương Vũ lăn ra xa 300-400 mét, đụng chúng vào một bia đá phía xa rồi lại lăn trở về dưới chân Tiêu Chính Văn. Chương 4099 thiên tài số 1. Anh lại giơ chân đạp ra, Vương Vũ giống như một quả bóng ra, cơ thể lại bắn mạnh ra xa. Mạnh mẽ đụng trúng một tấm bia đá rồi lại nhanh chóng trở về ngay trước mũi chân của Tiêu Chính Văn. Giơ chân lên, Tiêu Chính Văn lại dùng gót giày để dẫm lên trên mặt Vương Vũ. Sau đó dùng tay chỉ vào cánh cửa lớn của Thiên Cung Bắc Cực, nói anh đi hỏi Tư Mã Huy và Khổng Thế Phương bên ngoài cửa đi. Bọn họ cũng là cao thủ đế cảnh, còn tới từ hai thế gia lớn, anh hỏi bọn họ xem dám dùng tôi để tế kiếm không? Hỏi bọn họ xem có dám tự kiêu rằng mình là cao thủ đế cảnh ở trước mặt Tiêu Chính Văn tôi hay không? Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang xa, hai người Tư Mã Huy và Khổng Thế Phương không hẹn mà cùng hít sâu. Cảnh tượng ban nãy, bọn họ đã nhìn thấy rất rõ rồi, lúc này càng ngoan ngoãn như một con cừu non, ngay cả rắm cũng không dám thả. Lúc này, Vương Vũ bị Tiêu Chính Văn đạp dưới gót chân, cả người vẫn đang không tự chủ được mà run lên. Mũi giáo ban nãy đã khiến cho căn cơ của hắn bị tổn hại. Mà cái tát tiếp theo càng khiến cho hắn thảm tới độ không nỡ nhìn. Nếu như không phải khí tức của rồng giúp hắn chống đỡ thì cơ thể của hắn đã biến thành bụi máu ngay bên dưới mũi giáo ban nãy rồi. Đòn đánh này rõ ràng quá khủng bố, thậm chí cả đời này Vương Vũ cũng chưa từng thấy chiêu thức công kích khủng khiếp tới thế. Thực lực của Tiêu Chính Văn rõ ràng vượt qua cả phạm vi lý giải và nhận thức của hắn. Ban nãy. Ai nói Vương Vũ đỉnh cao, Tiêu Chính Văn dùng chân đạp lên trên mặt Vương Vũ, ánh mắt nhìn khắp xung quanh.
Đây chính là thiên tài tuyệt thế mà mấy người nói ư. Tôi mà phải đố kỵ với loại người như vậy à? Trông như một con chó chết, xứng đáng để Tiêu Chính Văn tôi phải đố kỵ hay sao? Cả không gian im phăng phắc, quả thực người ta cần phải đố kỵ với Vương Vũ hay sao? Hoàn toàn không cần, từ đầu tới cuối người ta đều chẳng buồn coi Vương Vũ ra gì. Chàng trai, kiếp sau nhớ cho kỹ, người khác nhường anh, không phải vì sợ anh mà là vì họ căn bản chẳng coi anh ra gì. Kết quả anh thì hay rồi, cứ phải đâm đầu vào đây, để cho người ta đánh mới thấy thoải mái, anh có khuynh hướng tự ngược à? Hay chỉ đơn thuần là vì mình là loại hèn hạ? Tiêu Chính Văn dùng chân đạp lên trên mặt Vương Vũ, lạnh lùng chất vấn. Lúc này không gian tĩnh lặng tới độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, thậm chí mấy đệ tử ban nãy ăn nói hỗn hào của Thiên Cung Bắc Cực cũng đang đầm đìa mồ hôi lạnh. Lúc này chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều có thể nhìn ra Tiêu Chính Văn mới là thiên tài hàng đầu. Nhưng Tiêu Chính Văn từ ngày vào ở trong Thiên Cung Bắc Cực chưa từng chọc vào Vương Vũ. Mà Vương Vũ lại khiêu khích Tiêu Chính Văn hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn vài ba lần ép buộc Tiêu Chính Văn ra tay đánh. Chương 4100 nhìn lại thì Tiêu Chính Văn hết nhẫn nhịn rồi lại nhường, cuối cùng bị buộc đến bất đắc dĩ mới ra tay. Không ít đệ tử Thiên Cung Bắc Cực biết nguyên nhân của chuyện này đều không khỏi thầm trả lời thay Vương Vũ, đây chẳng phải là một tên khốn nạn sao. Quả là loại không đánh người khác thì cảm thấy không thoải mái. Câm miệng, một giọng nói già nua vang lên. Chỉ thấy Trần Thiên Cổ sải những bước vững chắc, sắc mặt u ám bước ra khỏi đám đông, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tiêu Chính Văn, rồi lại nhìn Vương Vũ như nhìn một con chó chết. Người xung quanh vội vàng chắp tay lại nói, kính chào trưởng lão Trần. Chàng trai trẻ, người ta thường nói sống trên đời phải khoan dung, tha thứ cho người khác, đừng tuyệt đường sống của họ, Trần Thiên Cổ chắp hai tay sau lưng, răng dậy nói. Nghe ông ta nói thế, Tiêu Chính Văn không khỏi nhướng mày. Nói một cách nghiêm túc, người vẫn luôn nhẫn nhịn đều là Tiêu Chính Văn. Nếu không chỉ riêng chuyện ở Ngọc Phụng Lâu thì hôm qua Vương Vũ không thể sống sót mà quay về Thiên Cung Bắc Cực. Thật ra từ lúc đầu Tiêu Chính Văn chẳng để tâm gì đến tên Vương Vũ này rồi, càng không có ý định so đo với hắn. Mà Vương Vũ nhiều lần khiêu khích nên Tiêu Chính Văn mới ra tay. Ồ, vậy nếu tôi không tha cho hắn thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói với Trần Thiên Cổ. Thật ra tố chất của cậu cao hơn cậu ta nên tôi vốn dĩ không nên nói giúp cậu ta. Nhưng bây giờ Vương Vũ đã là người phụ trách quản lý một bộ phận thành thiên đô của Thiên Cung Bắc Cực rồi. Nói đến đây Trần Thiên Cổ híp mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, thế nên trận chiến hôm nay đại diện cho thể diện của Thiên Cung Bắc Cực, Vương Vũ không thể thua. Thật ra khả năng lĩnh hội của cậu mạnh hơn cậu ta, tiếc là cậu không biết cách xử lý sự việc. Nghe thế Tiêu Chính Văn không giận mà ngược lại còn cười, ồ, nói thế nào ấy nhỉ? Đầu tiên, cậu ta là chấp sự của Thiên Cung Bắc Cực, dù cậu có thể thắng thật cũng nên bị đánh bại trong tay cậu ta hoặc để cậu ta giết cậu trước mặt mọi người. Đây là vì đảm bảo thể diện của Thiên Cung Bắc Cực tôi. Hơn nữa từ lúc cậu đi vào Thiên Cung Bắc Cực thì đã không nên đánh Cao Vũ học trò của tôi, càng không nên đánh Lưu Trường An của Thư viện Tề Thiên. Hai người này xuất thân cao quý, cậu có thể nói đánh là đánh được à? Nói đến đây Trần Thiên Cổ lập tức giơ tay lên kéo Vương Vũ ra khỏi dưới chân Tiêu Chính Văn, sau đó cho một viên đan dược vào trong miệng Vương Vũ. Thấy vết thương của Vương Vũ nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, Trần Thiên Cổ mới chắp một tay sau lưng lạnh lùng nói, tôi có thể cho cậu một cơ hội tự hối cải mới. Giờ hai cậu đánh thêm một trận nữa, chỉ được phép thua không được thắng, nếu không... Không chỉ cậu phải chết ở Thiên Cung Bắc Cực mà ngay cả gia tộc và sư môn của cậu cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thế giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.